chương 4460, quan sát mẫu thụ. Thích Vĩnh Minh cũng bại, ánh mắt của mọi người đều nhìn sang thân Ngọc Đường. Thân Ngọc Đường khoác tay và nói, thứ nhất, ta không có hứng thú đánh đánh giết giết, thứ hai, ta chỉ là sinh đan trung kỳ, các người cho rằng ta sẽ đánh thắng sao. Ách, đây là lời nói thật, không tính chỉ mộng hàm, nơi này có hai người tiềm lực cao nhất, Lăng Hàn là sinh đan sơ kỳ, thân Ngọc Đường là sinh đan trung kỳ, cảnh giới còn kém hơn chỉ mộng hàm một mảng lớn, cho nên không có khả năng đánh thắng. Ha ha ha, các vị tiểu hữu khó có dịp tới đây một chuyến, lần này nên ở lại đây mấy ngày. Lão giáo chủ nói thế cũng tương đương tuyên bố thiên kiêu hội kết thúc. Đinh huynh, xin mời đi theo ta. Chỉ mộng hàm nói với Lăng Hàn. Lăng Hàn đứng lên, hắn đi theo chỉ mộng hàm rời đi. Việc này làm nhiều người hâm mộ, chỉ mộng hàm chính là vư vật bài danh thứ ba tuyệt sắc bảng, hơn nữa mức tiềm lực cao tới 7 sao, nếu ai cưới được nàng, nàng tương lai sẽ trở thành nữ thánh nhân đây là chuyện ván đã đóng thuyền việc này có ý nghĩa quá lớn thánh nhân đấy là người mạnh nhất hiện tại mặt khác nếu mình trở thành thánh nhân khi đó có thọ nguyên đạt tới trăm vạn năm trừ thánh nhân giống mình ra có ai có thể đi cùng mình trong thời gian lâu như thế cho nên hồng nhan như vậy quá hiếm có mộng hàm tiên tử tại hạ cũng muốn quan sát gốc mẫu thủ kia phó hỏa dương lập tức đứng lên khốn kiếp da mặt của ngươi thật dày đám người đều im lặng người mới vừa mất mặt như thế, hiện tại khôi phục nhanh như vậy. Phó Hỏa Dương cũng không có cách nào khác, hắn nhất định phải đạt được trì mộng hàm yêu ái, với hắn mà nói, việc này quan hệ tới việc hắn có thể đạt được đế thuật của hai nhà hay không, cho nên, cho dù mất mặt thì hắn cũng phải nói ra. Ha ha, mẫu thụ không chịu nổi nhiều khí tức quấy nhiễu, tiểu hữu nên quay về đi. Lão giáo chủ mở miệng, trực tiếp bác bỏ thỉnh cầu của hắn. Phó Hỏa Dương còn muốn nói tiếp nhưng lão giáo chủ đã nhìn hắn, ánh mắt đáng sợ đến giống như thần ma thượng cổ, hắn cảm thấy khó thở và không nói thành lời. Thật sự không có ánh mắt, lão giáo chủ nói thầm, không thấy hắn khách khí với đinh nhất hay sao? Đó là dễ hiền chỉ ra nhìn chúng, ngươi xem náo nhiệt làm gì, náo loạn làm gì. Thật sự cho rằng ngươi là người phó gia thì ta không thể giết ngươi hay sao? Cho cười, lang hàn và chỉ mộng hàm rời đi, đám người kia rất tiếc nuối, bọn họ không có hứng thú ở lại nơi này, sau đó cáo tử rời đi. Về phần bọn họ có ở bên ngoài đón lỏng Lăng Hàn hay không, việc này khó mà nói được. Lăng Hàn đi theo chỉ mộng hàm, hai người không phải đi tới vườn thuốc mà là đi tới truyền tống trận. Ngươi cho rằng mẫu thụ nằm trên đông lâm tinh sao. Chỉ mộng hàm lắc đầu, nói, một cái tinh thể chỉ có thể thai ngén một gốc mẫu thụ, cấy ghép sẽ chỉ làm mẫu thụ tử vong, cho nên, gốc mẫu thụ kia không ở trên đông lâm tinh. Lăng Hàn gật đầu, hai người ngồi truyền tống trận, tia sáng lóe sáng, hai người đã xuất hiện tại nơi khác. Hàm công chúa, bên ngoài truyền tống trận có bốn tên thủ vệ, nhìn thấy chỉ mộng hàm đến đây, ai cũng quỳ xuống hành lễ, chẳng những cung kính, càng có cảm xúc cuồng nhiệt. Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái, nói, ngươi che mặt, bọn họ có thể nhận ra ngươi sao? Chỉ mộng hàm cảm thấy khóe miệng đang co giật, ngươi không thể hỏi bình thường một chút được hay không? Có đôi khi, Lăng Hàn yêu nghiệt đến mức không tưởng tượng nổi, làm cho nàng khẳng định, người này thành tựu thấp nhất cũng phải là thánh nhân, hơn nữa còn là thánh nhân vô cùng cường đại, còn nếu thiên địa cho phép, gia hỏa này có cơ hội xung kích đế lộ. Có đôi khi hắn hỏi ra những câu rất ngớ ngẩn. Gia hỏa này thành thánh, có thể trở thành thánh nhân ưa thích đầu giai hay không? Đi theo ta, trì mộng hàm dẫn đường, mang theo lang hàn đi tới một vườn thuốc có trọng binh chấn giữ. Nơi này chẳng những có cường giả giáo chủ tỏa chấn, còn có một tòa đại trận, chí ít lang hàn không phá giải được. Nếu xông vào sẽ phải chết. Nơi này có quá nhiều tiên dược, từ nhất tinh đến thất tinh, số lượng nhiều đến mức làm cho hắn muốn chảy nước miếng đáng tiếc, chỉ có thể nhìn không thể hái, hắn buồn bực mày trao ủ rột. Chỉ mộng hàm nhìn vào trong mắt, cũng đoán ra vì sao hắn buồn bực. Tiên dược ai cũng muốn, vào bảo sơn chỉ có thể tay không mà về, cho dù ai cũng không vui vẻ. Nhưng có ai biểu hiện ra mặt giống lăng hàn hay không? Gia hỏa này có đôi khi vô cùng giảo hoạt, có đôi khi lại rất đơn thuần. Cuối cùng, bọn họ đã đi tới chỗ mẫu thụ. Mẫu thụ không cao lớn, nhìn nó giống như cây đào và cao không quá một trượt, tán cây rộng hai trượt, lá xanh sum xuê, nhìn không có gì khác thường. Nhưng Lăng Hàn nhìn thật cẩn thận, da và lá cây có đầy hoa văn giống như long lân, lại giống phượng văn. Gốc mẫu thụ này bị trọng thương, đã chịu đao kiếm cắt chém, cho dù nó còn sống nhưng vô cùng gian nan. Lăng Hàn cảm thấy, nếu mẫu thụ không bị thương như thế, nó sẽ kết xuất trái cây cấp bậc gì? Thánh quả, hay là đạo quả đế cấp mà tổ vương cũng thèm muôn? Khó trách hắn nhìn thấy hoa văn trên thông linh đạo quả lại có cảm giác như nhìn thấy đế thuật, lúc trước hắn còn kỳ quái, mẫu thủ cấp tôn giả làm sao có khả năng dính dáng tới đế thuật. Nhưng bây giờ hắn hiểu ra, gốc mẫu thủ này trước khi bị thương tuyệt đối là tiên thụ đế cấp. Chỉ ra cũng không biết, nếu không sẽ không cho hắn tới đây quan sát. Được rồi, người quan sát tại đây đi, ta cho người thời gian 10 ngày. Chỉ mộng hàm nói, lang hàn có kè mặc cả. Một tháng, chỉ mộng hàm lắc đầu. Không có khả năng, ta cũng không trộm thuốc, một tháng cũng không có gì, sẽ trôi qua rất nhanh. Lăng Hàn không buông bỏ, chỉ mộng hàm do dự một chút, nói, vậy thì một tháng, đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi rời đi. Nếu ngươi dám đi trộm tiên dược, cho dù là nhất tinh, ta cũng chặt hai tay của ngươi. Thôi đi, ta là loại người này sao? Chỉ mộng hàm không có trả lời, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn lại rất khẳng định. Gia hỏa này ở âm phủ dám trộm kho của Tây Mạc Vương, có quỷ mới tin ngươi. Đối mặt ánh mắt như vậy, Lăng Hàn cười gượng, hắn phất phất tay, đi thôi, đi thôi. Chìm mộng hàm tức giận, người không biết ta là đại mỹ nhân bài danh thứ ba tuyệt sắc bảng hay sao? Người còn đuổi ta đi, giống như một gốc mẫu thụ còn đẹp hơn cả nàng. Hừ, gia hỏa này chưa thấy qua dung mạo của mình. Hừ, vậy người cứ nhìn vỏ cây mẫu thụ đi thôi. Chìm mộng hàm quay người, nàng tức giận mà đi. Lang hàn cảm thấy kỳ quái, hắn phát hiện cảm xúc chìm mộng hàm không đúng, nhưng biến hóa thế nào thì không giải thích được. Được rồi, không cần quan tâm tới nàng. Lang hàn ngồi xếp bằng xuống hắn an vị dưới mẫu thụ, hắn ngửa đầu nhìn mỗi một phiến lá cây của mẫu thụ còn có hoa văn trên cành cây. chương 4461, đắc thủ bảo thuật. Vì cái gì Lăng Hàn lại khăng khăng quan sát mẫu thụ? Bởi vì, Lăng Hàn trước khi ăn thông linh đạo quả đã phát hiện ra hoa văn của nó có phần giống với thiên hoa bảo thuật. Hắn có phỏng đoán, có khả năng năm đó đông lâm tổ vương quan sát mẫu thụ này và có linh cảm, từ đó mới sáng chế ra đế thuật. Cho nên, Lăng Hàn muốn tham gia náo nhiệt, nhìn xem có thể thôi diễn toàn bộ đế thuật hay không. Hắn phải bắt đầu số không, đó là chuyện không có khả năng chuyện, ai có thể ở sinh đan cảnh sáng ra một môn đế thuật chứ. Nhưng hắn đã nắm giữ một nửa thiên hoa bảo thuật, hơn nữa liên thủ thi triển với chỉ mộng hàm, cho nên hắn có lý giải không nhỏ về bảo thuật này. Bởi vậy hắn có cơ hội suy diễn bảo thuật thành công. Hắn tính tỏa và lĩnh hội, hắn có thể lĩnh ngộ diệu pháp từ hoa văn trên cành cây với thiên hoa bảo thuật. Bước đầu tiên, hắn không trực tiếp đền bù điểm thiếu hụt của bảo thuật, mà là từ bộ phận đối ứng, như vậy hắn có mục tiêu xung kích trọng điểm. Hắn bỏ ra thời gian 7 ngày, lang Hàn đã nắm giữ hoa văn trên thân cây và hoa văn trên lá cây. Sau đó, hắn cũng mặc kệ những hoa văn này, sau đó đặt trọng điểm lên hoa văn khác. Hắn có tiến bộ rất rõ ràng, hắn hóa thành một pho tượng đá, thậm chí hắn không còn khí thức sinh mệnh, đây là lúc hắn đầu nhập vào quá trình mộ đạo. Một tháng sau, chỉ mộng hàm tới, đầu tiên nàng bị giật mình, tại sao khí tức sinh mệnh của Lăng Hàn biến mất, nàng nhanh chóng phát hiện ra hỏa này không phải khí tức sinh mệnh biến mất, mà là yếu ớt đến cực hạn. Nàng quan sát cẩn thận, Lăng Hàn thu tất cả thần ý vào sâu trong thức hải, hắn đang ngộ đạo tầng thứ sâu. Đã xảy ra tình huống như thế nào? Chỉ mộng hàm kinh ngạc không gì sánh được, nhìn một gốc mẫu thủ có thể ngộ đạo, đối phương là quái vật. Chuyện này không phải giả vờ, nàng có thể cảm ứng được đạo tác đang lưu chuyển quanh thân lăng, mặc dù giai đoạn của bọn họ hiện tại không thể nắm giữ, nhưng thời điểm ngộ đạo sẽ làm thiên địa quy tắc cụ thể hóa. Hơn nữa, nàng cũng đạt tới sinh đan viên mãn, lúc nào cũng có thể bước vào chân ngã cảnh, mà chân ngã cảnh sẽ bắt đầu tu thiên địa đạo tắc, cho nên với thiên phú kỳ tài ngút trời của nàng, nàng có tư cách tiếp xúc một tia. Thiên tài, thật sự là quá thiên tài. Chỉ mộng hàm bỏ qua suy nghĩ dẫn Lăng Hàn rời khỏi vườn thuốc, mà là quyết định cho Lăng Hàn tiếp tục ngộ đạo, dù sao một tên võ giả cả đời chỉ có vài lần ngộ đạo sâu như thế. Nếu như nàng biết, Lăng Hàn thật ra đang cảm mộ thiên toa bảo thuật, nàng tuyệt đối sẽ kéo Lăng Hàn ra ngoài. Cho dù nàng thưởng thức Lăng Hàn như thế nào, nàng khó nhìn đế thuật của gia tộc truyền ra ngoài. Đáng tiếc, nàng cũng không biết, Lăng Hàn mơ hồ cảm giác được có người tới, nhưng người đó không có ác ý với hắn, hắn cũng không tỉnh lại, dù sao tiến vào trạng thái ngộ đạo quá khó khăn, nếu sau khi rời khỏi, hắn khó mà tiến vào trạng thái như vậy. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua hai tháng, Lăng Hàn cũng thoát ra khỏi trạng thái ngộ đạo, hắn đứng dậy. Thiên hoa bảo thuật, sơ thành, nhưng hắn không có diễn luyện tại đây, nơi này là vườn thuốc, diễn luyện tại đây sẽ phá hư thật lớn, không dễ xong việc như vậy, có khả năng hắn sẽ bán mình tại đây. Thứ hai, nếu như người chỉ ra biết hắn học được thiên hoa bảo thuật, hắn sẽ thế nào? Đinh thiếu, ngài đã tỉnh, lúc này có một người mặc quần áo tôi tớ xuất hiện. Mời đi theo tiểu nhân, do tiểu nhân mang ngài rời đi. Hắn vô cùng khách khí, không hề có kiêu ngạo của đế tộc. Bởi vì hắn đã biết, người trẻ tuổi này rất được đại lão trong gia tộc ưa thích, thậm chí có khả năng trở thành rể hiền của đông lâm đế tộc, không phải hắn có thể đắc tội. Lăng Hàn gật đầu, hắn đi theo người kia rời khỏi vườn thuốc. Một bên khác, người tuổi trẻ kia cũng phát ra tin tức Lăng Hàn tỉnh lại, bởi vậy khi bọn họ bước ra khỏi truyền tống trận, lần nữa tiến vào đông lâm tinh, chỉ thấy bên ngoài truyền tống trận đã có người đang chờ bọn họ. Người chính là Đinh Nhất Sao, một giọng nói đáng yêu vang lên, Lăng Hàn vừa nhìn, đó là một tiểu la lị 12-13 tuổi, nàng rất xinh đẹp, có cảm giác như tiểu tiên nữ, nhưng nhìn ánh mắt nàng rảo hoạt không gì sánh kịp, có lẽ không phải là tiểu cô nương nhu thuận, mà là tiểu ma đầu. Ta là Đinh Nhất, Lăng Hàn cười cười, nói, tiểu cô nương, người tên gì? a à, thật không dễ nhìn, tiểu la lị giống như ông cụ non, nàng đi quanh Lăng Hàn một vòng, lại quan sát hắn từ trên xuống dưới. Đương nhiên Lăng Hàn sẽ không bị một tiểu cô nương đả kích, hắn sờ sờ khuôn mặt, tràn đầy tự luyến ta cảm thấy mình rất tuấn tú đẹp trai kinh thiên động địa tiểu la lị cười ha hả ngươi có đẹp trai hay không thì chưa biết nhưng da mặt của ngươi rất dày đúng lúc tỷ của ta cũng rất xấu bụng hai người các ngươi rất xứng đôi tiểu cô nương nói mò gì thế tỷ ngươi là ai lăng hàn hỏi a à, ngươi theo đuổi tỷ ta lâu như vậy chẳng lẽ còn không biết tỷ ta là trì mộng hàm sao tiểu la lị nói lăng hàn cười ha ha đúng là không nhìn ra ngươi còn xinh đẹp hơn tỷ của ngươi nhiều tiểu la lị vui vẻ gật gật đầu ngươi rất có ánh mắt ta cũng cho là như vậy thấy lăng hàn trò chuyện với tiểu la lị càng lúc càng thích hợp người tuổi trẻ bên cạnh vội vàng nói đinh thiếu san công chúa mấy vị đại nhân còn đang chờ đấy đến tỷ phu ta dẫn người đi tiểu la lị trực tiếp đổi giọng sắc mặt lăng hàn tối tăm nhà đầu này thật sự sửa cách gọi đi hắn tự nhiên không để ý ngược lại hắn hiện tại là đinh nhất hoàn toàn không có chút quan hệ gì với lăng hàn Tiểu La Lị mang theo Lăng Hàn đi tới một biệt viện, nơi này đều trồng cây tùng già ngoài mấy vạn năm tuổi, cây cối xanh tươi mơn mờn, địa khí nơi này hóa thành từng con địa long, thanh thế kinh người. Lăng Hàn kinh ngạc, thứ này có quan hệ tới trận pháp, nơi đây bố trí một môn đại trận mới có thể tụ họp năng lượng thiên địa, thậm chí còn có một loại đồ vật hắn không nhìn thấy nhưng lại có thể cảm ứng được. Quy tắc thiên địa sao? Tỷ, tỷ, ta dẫn tỷ phu tới rồi đây. Tiểu La Lị kêu lên, nghi a à, sau đó chỉ mộng hàm bay tới nơi này, gương mặt xinh đẹp của nàng rất nghiêm túc nàng dùng tay cốc đầu tiểu la lị Hoa, wow, tiểu la lị vội vàng ôm đầu kêu thảm thiết xem ra bị cốc đầu không nhẹ trì mộng hàm ngươi là kẻ vong ân phù nghĩa người ta thay ngươi dẫn tỷ phu tới ngươi lại cốc đầu ta ném bà mối ra ngoài tường qua sông đoạn cầu thật quá phận tiểu la lị thật sự mạnh miệng tiếp tục nói ngay cả lang hàn cũng phải bội phục nàng nàng thật sự không sợ chết quả nhiên trì mộng hàm giận giữ tóm lấy tiểu la lị và cốc đầu lần nữa chỉ mộng san, người có muốn bị giam lại hay không? chương 4462, chiêu rể hiền. Tiểu la lị chỉ mộng san bị đánh nằm bẹp, cuối cùng đã trung thực. Nàng chu cái miệng, dáng vẻ thâm thù đại hận. Ta nói đinh nhất, người quá không trưởng nghĩa, ta đang nói chuyện giúp ngươi, người lại đứng xem náo nhiệt. Chỉ tiếc ký ức của tiểu la lị chỉ kéo dài nửa phút, nàng bắt đầu tìm đường chết. Tỷ, ta đề nghị người bỏ lão công này đi, dung mạo của hắn quá bình thường. Bốp, a à nàng lại bị đánh một cái, đau đến mức nước mắt chảy ròng. Chỉ mộng hàm, người nhớ kỹ, chờ ta trưởng thành, thực lực mạnh hơn ngươi, nhất định sẽ báo thù. Tiểu la lị vừa khóc vừa nói, đến lúc đó, ngươi ghét ai nhất, ta sẽ gả ngươi cho ai. Việc này đã chọc chỉ mộng hàm bật cười, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, muội muội này trưởng thành quá sớm, hơn nữa không sợ trời không sợ đất, làm cho nàng không có biện pháp nào. Đinh huynh, mời đi theo ta, nàng quyết định không dây dưa với tiểu nha đầu, lúc này nàng nói với Lăng Hàn. Lăng Hàn gật đầu, hắn đi theo nàng vào trong biệt viện. Tiến vào trong biệt viện, Lăng Hàn nhìn thấy một lão giả đang tưới hoa, mang theo một cái ấm nước, nhìn lão giả giống như đã 7-80 tuổi, tràn đầy khí tức của người già, cảm giác hai chân đã bước vào trong quan tài. Cửu ra ra, đinh nhất tới. Chỉ mộng hàm cung kính nói với lão giả, lão giả chỉ gật đầu, hắn không dừng động tác và quay đầu lại. Lăng Hàn ôm quyền vái chào, nói, đinh nhất xin ra mắt tiền bối. Cửu ra ra, tỷ tỷ lại đánh ta. Tiểu la lị thở phì phò nói. Lão nhân ra ngài cũng không quản nàng, bạo lực như vậy, sau này làm sao gả ra ngoài. Sắc mặt chỉ mộng hàm tối tăm, nàng có xúc động đánh người. Ha ha ha, lão giả cười to, hắn buông ấm nước xuống, sau đó xoay người lại, nói. Mộng san, hôm nay có tu luyện tốt hay không? Nghe nói như thế, tiểu la lị ngoan ngoãn, nàng cúi đầu xuống, bắt đầu chơi ngón tay, làm như không nghe thấy lão giả lại nhìn sang lăng hàn lúc ánh mắt hai bên va chạm nhau lăng hàn cảm thấy nội tâm trống rỗng sau đó bỗng nhiên dùng mình một cái tỉnh táo lại hắn hoảng sợ thời gian trôi qua bao lâu dường như chỉ mới nháy mắt lại giống như cả đời lão giả này thật đáng sợ chỉ một ánh mắt đã làm hắn lạc lối a à, lão giả lại kinh ngạc nói người trẻ tuổi quá không đơn giản chỉ dùng thời gian ba giây đã tỉnh táo lại ai giang sơn đời nào cũng có người tài lão phu trước đó còn không tin có người còn xuất sắc hơn nhà đầu mộng hàm này không nghĩ tới không nghĩ tới hắn liên tục lắc đầu và cảm khái trời ơi chỉ qua ba giây lăng hàn cảm thấy nội tâm bồn chồn hắn cảm giác chỉ trong nháy mắt mà thôi nếu lão giả vừa rồi muốn giết hắn như vậy hắn đã chết không biết bao nhiêu lần lần này lão giả nhìn sang lăng hàn lần này không có chuyện quỷ dị xảy ra ánh mắt của hắn vô cùng nhu hòa ánh mắt nhìn về phía lăng hàn đầy thưởng thức người trẻ tuổi tiếp theo có tính toán gì hay không? Lăng Hàn mỉm cười, tự nhiên là lưu lãng tư xứ, bách chiến thành đế. Cái này, lão giả im lặng, khẩu khí của tiểu tử này thật lớn, hắn lại muốn thành đế. Nhưng nghĩ tới Lăng Hàn trước đó đánh ra chuẩn 8 sao, tiềm lực còn trên cả trì mộng hàm, hắn thật sự có tư cách cuồng vọng. Nhưng ngươi muốn lưu lãng tư xứ, như thế đông lâm đế tộc làm sao mời chào ngươi? Người trẻ tuổi trí ở bốn phương, có chi khí là chuyện tốt. Lão giả gật gật đầu, nói, nhưng bèo trôi không dễ sẽ không ổn định, cũng không có lực lượng gì. Hắn dừng một chút, lại nói, có hứng thú gia nhập đông lâm đế tộc ta hay không? Lão Phu có thể an bài hôn sự không tệ cho ngươi, từ đó về sau, ngươi chính là con rể trì ra ta. Lăng Hàn mỉm cười, là chỉ mộng hàm trì cô nương sao? Sắc mặt lão giả tối tăm, tiểu tử thúi này có khẩu vị quá lớn. Mặc dù Lăng Hàn rất yêu nghiệt, nhưng cuối cùng chỉ là thiên tài không có bối cảnh, hắn làm sao đủ tư cách cưới công chúa của bọn họ. Chỉ mộng hàm muốn gả cũng phải là đế tử, tương lai lưỡng cường liên hợp, sinh ra hài tử có khả năng xung kích đế lộ. Người trẻ tuổi, đông lâm đế tộc ta có nhiều nữ tử như hoa như ngọc. Lão giả cười nói, nhưng ta vừa gặp mộng hàm cô nương đã yêu. Lăng Hàn cười nói, em gái ngươi, ngươi gặp qua dung mạo của chỉ mộng hàm sao? Còn vừa gặp đã yêu, lão giả nói thầm, nhưng hiện tại hắn đang mời chào Lăng Hàn, cũng không phải đến cãi nhau, không thể làm gì khác hơn nói. Người trẻ tuổi, suy nghĩ thật kỹ, nếu gia nhập trì ra chúng ta, tiền đồ của ngươi sẽ sáng lạn. Tốt, ta suy nghĩ một chút, lăng hàn gật đầu, hắn thuận miệng qua loa, chỉ mộng hàm đúng lúc đứng lên, đinh huynh, ta tiến ngươi đi nghỉ ngơi, làm phiền ngươi, lăng hàn nói, hai người ra khỏi sân nhỏ, lăng hàn lấy cớ muốn đi tìm đại hắc cẩu, thông qua truyền tống trận đi tới bên ngoài đông lâm đế tộc. Tiểu tử, ngươi vừa đi là mấy thác, cậu ra còn tưởng rằng ngươi ở đông lâm đế tộc sinh con dưỡng cái nên không muốn rời đi. Đại Hắc Cẩu nói, bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian chạy trốn. Lăng Hàn nói, làm sao vậy? Đại Hắc Cẩu hỏi, nếu ngươi không đi, thật sự bị lưu lại sinh con dưỡng cái. Móa, có chuyện tốt như vậy. Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu đều thay đổi tướng mạo và linh hồn ba động, sau đó lấy ra hư không thú ẩn thân, lặng lẽ rời đi, sau khi đi thật xa mới kéo ra hư không thú xuống, bước nhanh đi vào truyền tống trận. Giao trả tiền, bọn họ khởi động truyền tống trận, chờ tới khi đi tới tinh hề khác, bọn họ mới thở ra sau đó, một lần lại một lần truyền tống, bọn họ đã rời xa Đông Lâm Tinh. Lại bỏ qua thời gian nửa năm, Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu đã về tới Bắc Thiên Vực, lại truyền tống mấy lần, bọn họ lại quay về Cửu Dương Tinh. Sau đó bọn họ khôi phục diện mạo ban đầu và tiến vào Thánh Địa, giống như chuyện ở Đông Lâm Tinh chưa từng xảy ra, Đinh Nhất cùng Đinh Nhị vĩnh viễn chôn vùi trong quá khứ. Sau khi tâm sự với hổ nữ cùng nữ hoàng, Lăng Hàn bắt đầu diễn luyện thiên hoa bảo thuật trước đó hắn chỉ nắm giữ hạch tâm tọng yếu đã vội vàng rời đi còn không có cơ hội diễn luyện hắn vận chuyển bảo thuật lúc này bảo thuật đáng sợ bộc phát đế thuật rất châu bò lang hàn đánh ra vài chiêu thì ngừng tay hắn bắt đầu nhớ lại tình cảnh khi thi triển thiên hoa bảo thuật với chỉ mộng hàm hắn nắm giữ thiên hoa bảo thuật có uy lực yếu hơn khi đó nhưng thiên hoa bảo thuật vốn không phải một người có khả năng nắm giữ cho nên hiện tại uy lực yếu cũng hợp tình hợp lý uy lực môn bảo thuật này tương đương với yêu hầu quyền Quả nhiên, cùng là đế thuật, có ai yếu hơn người khác. Lăng Hàn cười ha ha, lại nắm giữ một môn đế thuật, hắn lại có thêm một đại chiêu. Hiện tại, ta cách Sinh Đan sơ kỳ một bước, nên mua sắm thiên tài địa bảo chuẩn bị trùng kích Sinh Đan trung kỳ. Chương 4463, về nguyệt hoa tinh. Trong thức hải của Lăng Hàn, tiên đỉnh duy nhất đã hòa tan gần hết, tất cả vật chất tiên đạo đã bị hỗn độn tiên đan hấp thu, cũng bị hỗn độn tiên đan kế thừa tất cả đặc tính của nó. Sinh đan bước thứ hai chính là dùng các loại thiên tài địa bảo nuôi tiên đan, thiên tài địa bảo càng cao dai, tiên đan sẽ càng cường đại. Loại thiên tài địa bảo này đều là dưỡng hồn, lang Hàn tìm kiếm tư liệu liên quan trên tinh võng, có rất nhiều bảo vật dưỡng hồn, từ đẳng cấp có thể phân chia thành 10 thành, rất tự nhiên, đẳng cấp càng thấp càng dễ thu hoạch, mà đẳng cấp càng cao càng khó. Ai, sau khi bước vào cấp bậc này, tác dụng của đạo thạch càng ngày càng nhỏ, động một chút lại phải dùng thiên tài địa bảo tiến hành giao dịch, Tiên dược cao giai mới là đồng tiền mạnh. Lăng Hàn nhìn một chút, không phải là không có người bán ra bảo vật dưỡng hồn, nhưng chỉ có đẳng cấp cạn bá mới dùng đạo thạch giao dịch. Chỉ cần đẳng cấp cao một chút cần dùng tiên dược tam tinh, tứ tinh giao dịch. Dùng bảo vật cấp thấp không phải không thể tu hành, nhưng sẽ làm tiên đan nhiễm quá nhiều cạn bá. Cho dù tiên đan lớn mạnh cũng cần tiêu trừ tạp chất, không thể nghi ngờ sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Nhưng bây giờ không có biện pháp, không lấy được thiên tài địa bảo cao giai đầu tiên phải gom góp cho đủ số dù sao còn tốt hơn không có lang hàn bắt đầu trắng trợn mua sắm ngược lại hắn không thiếu tiền hơn nữa hắn có rất nhiều tiền hiện tại ta đã bước vào sinh đan cảnh có nên quay về thiên hải tinh hay không lang hàn suy nghĩ mặc dù hắn đã chiếm được công pháp của cửu dương thánh nhân nhưng hắn cũng đáp ứng cửu dương thánh nhân sẽ không truyền ra ngoài bởi vậy chờ đám người nữ hoàng bước vào sinh đan cảnh kế tiếp sẽ không có công pháp tu hành quay về thiên hải tinh một chuyến thông qua khảo nghiệm thứ ba của cổ dương thánh nhân, tự nhiên có thể đạt được sinh đan thiên đối ứng của cổ dương thiên kinh, từ đó đám người nữ hoàng có thể tu luyện. Hơn nữa, lại tiến thêm một bước sẽ là chân ngã cảnh, hắn có thể thông qua toàn bộ khảo nghiệm của cổ dương thánh nhân, không biết cổ dương thánh nhân sẽ lưu lại bao nhiêu đồ tốt cho hắn. Có thánh khí không, Lăng Hàn nói chuyện với nữ hoàng, hổ nữ, từ đó quyết định hôm nay rời đi. a à, tại sao không thấy bảy tiểu hồ lô? Hắn nhìn chung quanh, phát hiện không thấy bảy tiểu hồ lô ở đây hi hi các nàng bị đuổi ra ngoài hổ nữ nói lăng hàn kinh ngạc tại sao bị đuổi ra ngoài xảy ra chuyện gì hắn hỏi chính ngươi nhìn là biết hổ nữ còn biết câu dẫn khẩu vị của hắn xem ra vấn đề không lớn lăng hàn ra khỏi thánh địa y theo địa chỉ hổ nữ cung cấp hắn nhanh chóng tìm được nơi cần tìm đó là trang viên rất lớn thời điểm lăng hàn đi tới nơi này khá lắm một con rắn màu trắng bỏ tới và cuốn lấy hắn a à, lăng hàn thả người né tránh con rắn lại tấn công lần nữa, sau đó có 6 con rắn khác xuất hiện tại nơi này. Hắn giật mình, đây là trứng rắn hắn mang ra từ Bạch Liên bí cảnh, bởi vì hổ nữ, nữ hoàng đều không thích rắn, cho nên hắn thuận tay cho bảy tiểu hoa nhi, đúng lúc mỗi người một quả, nghĩ tới gần 2 năm qua đi, những con rắn kia đã bước vào trúc cơ. Khó trách bảy tiểu hoa nhi bị đuổi ra ngoài, nuôi bảy con rắn lớn như vậy, có ai lưu bọn họ ở gần chứ? Phụ thân, lúc này, bảy tiểu hoa nhi đã xuất hiện Mỗi người nhảy lên đầu một con rắn, vừa vặn một người chiếm cứ một vị trí, dưới mệnh lệnh của các nàng, bảy con rắn ngừng công kích nhưng vô cùng hung hăng, chúng thẻ lưới uy hiếp lang hàn. Lang hàn im lặng, bảy tiểu hoa nhi đã đủ coi trời bằng vung, hiện tại càng trầm trọng hơn trước, về sau không biết sẽ biến thành tiểu ma đầu thế nào. Làm cho hắn kỳ quái là, tiểu hoa nhi vẫn là tiểu hoa nhi, không có người nào cao hơn, thật kỳ quái. Biết được lang hàn sắp đi thiên hải tinh, bảy tiểu hoa nhi hưng phấn đòi đi theo. Lăng Hàn suy nghĩ, những ngày qua hắn quá thất trách, không có giáo dục hài tử thật tốt. Hắn trở lại thánh địa, đang định gọi nữ hoàng, hổ nữ cùng đại hắc cầu lên đường, lại nhìn thấy Tống Lam tới bái phỏng. Thì ra nàng nhận được tin tức Lăng Hàn quay về, nàng nhận được, các tường thiên sẽ muộn hay sao? Quả nhiên, chỉ là một lúc sau, thánh nữ Phật môn Bắc Thiên vực lại tới. Các nàng đều hỏi Lăng Hàn hai năm qua đi nơi nào, tự nhiên bị Lăng Hàn qua loa qua việc, sau khi biết Lăng Hàn lại muốn rời đi, hai nàng muốn đồng hành đã xảy ra chuyện gì lang hàn lại không thể ngăn cản người khác bởi vậy các ngươi muốn đồng hành thì cứ đi cùng hắn sửa sang một ít hành lý quyết định đi tới nguyệt hoa tinh thanh long hoàng triều hủy diệt hiện tại nguyệt hoa tinh biến thành tài sản của ảnh nguyệt hoàng triều nghiêm chỉnh mà nói nơi đây là địa bàn thuộc về phật tộc lang hàn đã lâu không quay về hắn muốn đi xem đường nghiêm một chút mặc dù bọn họ liên hệ thông qua tinh võng nhưng đã lâu không gặp lang hàn rất muốn đi xem một lần hơn nữa các tường thiên sẽ đi theo sao? Đây chính là thánh nữ Phật tộc, nếu như nàng ra mặt một chút, bảo ảnh Nguyệt Hoàng Triều ra lệnh đặc xá gì đó, đường ra cũng không cần trốn đông trốn tây. Chủ ý quyết định, mọi người lên đường xuất phát, sau khi đi gần một tháng, bọn hắn đã đi tới Nguyệt Hoa Tinh. Đương nhiên nơi này không thể so sánh với cửu dương tinh, năng lượng thiên địa còn kém hơn một cấp bậc, dù sao nơi này chưa từng sinh ra thánh nhân, cho nên không có đạo tắc lưu lại trên tinh thể, đây là thủ đoạn thánh nhân mới có. Lăng Hàn đã sớm liên hệ với đường nghiêm, nói cho đối phương biết địa chỉ, sau đó vị tiểu hầu ra kia đi gặp hắn. Không qua bao lâu, đường nghiêm đã xuất hiện. Lăng Hàn, đường nghiêm đi nhanh tới gần, hắn cười tươi như hoa. Lăng Hàn đi ra nghênh đón, hắn ôm đường nghiêm một cái. Tình huống gần đây thế nào? Lăng Hàn hỏi, tạm được, ta phải rời nhà vài lần. Đường nghiêm thuận miệng nói ra, hắn không quan tâm. Sau khi thanh long hoàng triều bị hủy diệt, dọn nhà đã biến thành việc bình thường. Ngươi thì sao đường nghiêm không nghĩ nói thêm việc này hai năm trước ta nhìn thấy trên tinh võng có một người tên là lăng hàn uy phong tám phương có thể đánh đế tử giang rơi đầy đất là ngươi sao đánh bại đế tử đấy đây là chuyện đầm rồng hang hổ là thần thoại trong thần thoại cho nên hắn thả rằng tin tưởng đây chỉ là một trùng hợp hai người chỉ trùng tên mặc dù hắn biết lăng hàn rất yêu nghiệt nhưng tuyệt đối không có khả năng yêu nghiệt đến mức như vậy lăng hàn đường nghiêm lăng hàn không nói gì lại nghe tiếng hô to vang lên Hắn ngạc nhiên không nhỏ. Hắn nhìn sang, đó là một thanh niên nam tử khoảng 28-29 tuổi, tu vi địa đỉnh. A, à, khá quen thuộc, nha, Lăng Hàn nghĩ tới, người này là Hàn Băng, từng là hạt nhân trong giáp nguyên phủ với hắn, đã từng châm hắn, từ khi hắn bước vào chú đỉnh, hắn trở lại giáp nguyên phủ đã đánh đám người Hàn Băng, Triệu Tiếu, liếu Huân vũ một trận, sau đó ném những người này ra sau đầu. Không nghĩ tới vừa mới quay về Nguyệt Hoa Tinh lại gặp người này chương 4464, đều đã tới. Ha ha ha, không nghĩ tới người còn dám quay về. Hàn băng cười to, trong mắt hắn đầy sát ý. Đây là tự nhiên, thời điểm ở giáp nguyên phủ, hắn và triệu tiếu, liễu vũ huân nhiều lần nhằm vào lăng hàn, bởi vì gia hỏa này biết luyện đan, muốn chiếm thành đan thành của riêng của mình, không nghĩ tới gia hỏa này còn biết luồn lách, vào hạt nhân phủ không bao lâu đã đi ra ngoài. Tất cả việc này không thiếu phần đường nghiêm tham dự vào. Cho nên hắn hận lăng hàn, cũng hận đường nghiêm. Ở hắn nghĩ đến, thanh long hoàng triều đã sụp đổ, lang hàn và đường nghiêm biến thành chó nhà có tang, hiện tại còn dám xuất hiện, không phải tự tìm cái chết hay sao? Đúng dịp, thật sự là trùng hợp, hàn băng, không nên tìm cái chết. Đường nghiêm lạnh lùng nói ra, mấy năm qua hắn tu hành công pháp tôn giả, cảnh giới và thực lực đều tăng lên rất nhanh, hiện tại đã là bước vào sinh đan sơ kỳ. Đường nghiêm, hiện tại cũng không phải lúc trước, hàn băng tự nhiên không sợ, Hắn đứng chắp tay và dùng phong thái nhìn từ trên cao xuống quan sát đường nghiêm. Người không cục đuôi sống trong núi rừng, hiện tại dám nhảy ra ngoài như vậy, người đang tìm đường chết. Đường nghiêm muốn động thủ, nhưng nghĩ tới người nơi này quá nhiều, quá hỗn tạp, nếu hắn dám giết người ở nơi này, như vậy khẳng định sẽ trở thành tội phạm truy nã của ảnh Nguyệt Hoàng Triều. Mặc dù trước đó đường ra trốn đông trốn tây, nhưng đó là bởi vì là Dư Nhiệt Tiền Triều, bản thân hắn lại không bị chú ý quá nhiều, bằng không hắn cũng không dám chạy tới gặp Lăng Hàn cho nên hắn lựa chọn ẩn nhẫn cút ngay không nên tìm chết hắn bộc phát khí thức sinh đan cảnh hàn băng bị sung kích sắc mặt hắn trắng bệch đây là đại cảnh giới áp chế hắn không có lực hoàn thủ bất quá hắn cũng không có sợ hãi bởi vì lúc trước nói nhiều như vậy hoàn toàn là đang trì hoãn thời gian lúc trước hắn liền không phải là đối thủ của lăng hàn mặc dù bây giờ hắn có bước tiến dài nhưng so với lăng hàn đến hắn tin tưởng hay vẫn là chiến lược không nổi cho nên hắn đã sớm thông qua tinh võng có liên lạc triệu tiếu liễu vũ huân còn có đầm chính kiệt đúng vậy bọn hắn liên thủ hẳn là cũng không đánh qua lăng hàn nhưng là bọn hắn cũng không phải người cô đơn mà là tại nơi này đặt xuống không kém căn cơ hoàn toàn có thể điều động sinh đan cảnh cường giả tới số lượng càng nhiều nhiều người sẽ đè chết đám người lăng hàn đường nghiêm người cũng chỉ có thể mạnh miệng vào lúc này mà thôi mặc dù sắc mặt hàn băng tái nhợt nhưng hắn vẫn mạnh miệng đường nghiêm tưởng tượng đột nhiên tỉnh ngộ hắn nói với lăng hàn gia hỏa này đang cố ý kéo dài thời gian sắc mặt hàn băng tái nhợt khốn kiếp hiện tại viện binh đang trên đường tới đây nếu đám người lăng hàn chạy đi hắn không có năng lực ngăn cản lăng hàn lại cười một tiếng tốt rồi hôm nay là lúc tính toán sổ sách với nhau hắn không sợ làm lớn chuyện cho dù có ảnh nguyệt hoàng triều ra mặt bên hắn còn không phải có thánh nữ phật tộc bắc thiên vực hay sao nàng còn chưa đủ tư cách dọn dẹp nơi này lăng huynh đường nghiêm muốn khuyên bảo người nghĩ gì thế hiện tại là trên đường lớn của ảnh nguyệt hoàng triều bọn họ dùng cánh tay không lay được bắp đùi không sao người tâm sự với các tường thiên tiên tử thật tốt bảo vệ đường ra của ngươi không việc gì lang hàn chỉ chỉ các tường thiên nhưng các tường thiên hiện tại đang mang lụa trắng trên mặt giống nữ hoàng hổ nữ người ngoài không thể nhìn thấy chân dung bằng không phản ứng đầu tiên của đường nghiêm hàn băng là kinh diễm đường nghiêm không hiểu chẳng lẽ nữ tử xi mặt là công chúa ảnh nguyệt hoàng triều hay sao Hàn Băng lại vui mừng, Lang Hàn không chạy, rất tốt, vậy ngươi chờ chết đi. Hắn muốn kéo dài thời gian, bên kia rất phối hợp, không bao lâu sau, viện binh của Hàn Băng đã tới. Triệu Tiếu, Liễu Vũ Huân, Đàm Chính Kiệt, còn có cao thủ bọn họ dẫn tới, cường giả sinh đan cảnh nhiều tới 10 người, đương nhiên, đại bộ phận trong đó là người nhà của Hàn Băng. Đường Nhiêm Khẩn Trương, hắn chỉ là sinh đan sơ kỳ, cho dù tu hành công pháp tôn giả nhưng thực lực cũng chỉ đạt tới tam trọng thiên chỉ có thể miễn cưỡng địch nổi sinh đan trung kỳ, gặp được sinh đan hậu kỳ, viên mãn, hắn không phải là đối thủ. Vấn đề là, sinh đan cảnh nơi này lại tới 14 người, hắn làm sao ngăn cản? Lần này phải giải quyết thế nào? Nội tâm đường nghiêm rất lo lắng, chẳng lẽ phải mời cường giả gia tộc xuất hiện? Nhưng thời gian không đủ, cường giả đường ra đều là trọng phạm truy nã, nếu bọn họ ra mặt, chuyện này lớn hơn sẽ khó giải quyết. Lúc này, hắn cực kỳ khó xử. Lăng Hàn, Đường Nghiêm, quả nhiên là các ngươi liếu vũ huân cắn răng nói ra dáng vẻ hận không thể ăn thịt người dưới cái nhìn của nàng bị lăng hàn đánh trước mặt mọi người chính là sỉ nhục lớn nhất đời vốn tưởng rằng lăng hàn cùng đường nghiêm cả đời không xuất hiện nàng không có biện pháp báo thù không nghĩ tới mới trôi qua mấy năm bọn họ lại xuất hiện tốt rất tốt phụ thân bọn chúng thật hung hãn đại hoa hưng phấn nói đánh bọn chúng có được hay không bạo lực cuồng đã không nhịn nổi lăng hàn cười ha ha tốt đại hoa hưng phấn giống to một tiếng ngay sau đó con rắn trắng nhỏ cuộn trên cánh tay của nàng biến lớn nó hóa thành quái vật khổng lồ lớn mười trượng hùng uy lộ ra làm mọi người sợ hãi đây cũng không phải là yêu thú mà là hung thú chỉ có bản năng giết chóc nhị hoa tam hoa đều thả rắn của mình ra chúng hóa thành hung thú to lớn các nàng đứng trên đầu chúng và hô to gọi nhỏ dáng vẻ rất hưng phấn lăng hàn kinh ngạc không nghĩ tới các tiểu hoa nhi lại có thể dạy dỗ hung thú Bọn chúng không phải hung thú hay sao? Tại sao lại ngoan như thế? Chỉ là hung thú trúc cơ." Liễu Vũ Huân cười lạnh, nàng hiện tại có tu vi Thiên đỉnh, đương nhiên sẽ không đặt mấy con rắn trúc cơ và mấy tiểu hoa nhi vào trong mắt. "Lão yêu bà, xem chiêu, đám em bé dịch xà sát tướng tới." Liễu Vũ Huân không sợ, nàng đánh ra một trường, ở nàng suy nghĩ, một kích của Thiên đỉnh đủ để diệt sát mấy trăm hơn ngàn trúc cơ. Nhưng bảy tiểu hoa nhi bộc phát khí tức bản thân, sắc mặt của nàng trắng bệch. Bảy người đều là sinh đan, không được, mấy cường giả sinh đan của Liễu gia vội vàng xông lên, một tay nắm lấy Liễu Vũ Huân, sau đó không ngừng kéo nàng lui ra sau, không dám đón đỡ. Liễu Vũ Huân trở về từ cõi chết, gương mặt xinh đẹp tái nhợt như tờ giấy, qua thật lâu vẫn chưa khôi phục tinh thần. Khó trách dám phách lối như thế, thì ra còn có sinh đan cảnh. Một lão giả sinh đan cảnh của Liễu gia nói ra, hắn là sinh đan viên mãn, tự nghĩ thực lực châu bò. Chỉ là bầy tiểu hoa nhi thì tính là cái gì? Người hộ đạo, nào có người hộ đạo nào nhỏ như thế, nhưng muốn nói các nàng là tay chân. Ha ha, đây là trò cười. Chủ yếu là, bảy tiểu hoa nhi quá nhỏ, làm sao có thể có sinh đan cảnh nhỏ như thế chứ? May mắn chỉ là sinh đan sơ kỳ, cho dù cùng sông lên cũng không phải là đối thủ của hắn. Hư, bất kể như thế nào, ở trước mặt bản tọa, các ngươi chỉ có thể chết. Hắn cao ngạo nói, ngoan ngoãn tự trói bản thân, như vậy sẽ ít ăn đau khổ. Đường nghiêm vừa mới thả lòng tâm tình lại khẩn trương lần nữa, hiện tại bọn họ có 8 sinh đan sơ kỳ, có thể xông ra ngoài hay không? chương 4465, một kích toàn diệt. Lăng Hàn vỗ vỗ vai đường nghiêm, yên tâm, trời sập xuống còn có người cao hơn trống. Lăng Hàn, người có cao như vậy không? Đàm chính kiệt lên tiếng, hắn ăn thua thiệt lớn trong tay Lăng Hàn, mỗi lần nhớ tới hắn lại không ngủ suốt mấy ngày. Lăng Hàn mỉm cười, có tin ta chém giết người tại đây hay không? Ha, Đàm chính kiệt cười lớn, đúng là trò cười. Đến đây, hắn ngoác ngoác ngón tay với Lăng Hàn, mặc dù hắn bây giờ còn chưa có bước vào sinh đan, nhưng bên người lại có mấy cao thủ sinh đan, có những người này bảo vệ, Lăng Hàn còn muốn giết chết chính mình. Ta thật muốn xem ngươi giết ta thế nào. Hắn lạnh lùng nói, xeo, thân thể Lăng Hàn di động, hắn di động nhanh như tia chấp, lại giống là tiên quang, hắn lập tức xuất hiện trước mặt đàm chính kiệt, hắn xuất ra một trường đánh vào ngực đàm chính kiệt, cao thủ sinh đan cảnh bảo hộ hắn chỉ là thùng rỗng kêu to. Việc này, khốn kiếp, lần này đám người hàn băng cảm thấy trong mắt như rớt ra ngoài. Sinh đan, gia hỏa này lại là sinh đan cảnh, lớn mật, mau thả chính kiệt ra, cường giả đàm gia quát lớn, có thể đến Nguyệt Hoa Tinh làm con tin, đàm chính kiệt chính là thiên tài cao nhất của đàm gia, cho nên, chớ nhìn tu vi của hắn không cao nhưng địa vị lại không thấp. Bây giờ bị lang hàn bắt lấy, người đàm gia khẩn trương. Đám người cắt tường thiên lại cho rằng đây là việc đương nhiên, lúc Lăng Hàn có tu vi chú đỉnh đã có thể đánh chết sinh đan sơ kỳ, hiện tại hắn bước vào sinh đan cảnh, thực lực của hắn mạnh đến mức nào. Sinh đan viên mãn bình thường không có khả năng địch lại hắn. Đường nghiêm lại không biết, hắn thật sự rất lo lắng. Thống khoái là, tiểu nhân đàm chính kiệt bị Lăng Hàn bắt lại, hắn lo lắng Lăng Hàn đang hãm trong vòng vây, trước đó còn có thể nói là suốt kỳ bất ý, hiện tại tất cả mọi người có chuẩn bị, người làm sao giết trở về lăng hàn mỉm cười hắn không quan tâm tới cường giả đàm gia hắn nhìn về phía đàm chính kiệt lo lắng nói ngươi nói ta có dám giết ngươi hay không đàm chính kiệt không biết trả lời như thế nào hắn nằm trong tay lăng hàn nếu như chọc giận lăng hàn bị đối phương giết chết cho dù sau đó cường giả gia tộc giết chết lăng hàn hắn đã mất mạng như vậy có ý nghĩa hay sao chết cũng đã chết rồi nhưng nếu trả lời mềm yếu nơi này có nhiều cường giả gia tộc như vậy tin tức truyền trở về, lão Tổ Tông sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ cương chiều hắn sao? Cho nên, hắn tiến thối lưỡng nan, không biết nên mạnh miệng hay nhượng bộ. Mau thả người, cương giả đàm ra quát, ồn ào quá, lăng hàn lắc đầu, oanh, thiên đạo hỏa sôi trào và bao phủ đàm chính kiệt. a à, đàm chính kiệt kêu la thảm thiết, hắn chỉ là chút cực cơ, hắn làm sao có thể gánh được năng lượng tầng thứ cao như thế, hắn cảm thấy sức sống đang tan biến nhanh chóng. Hỗn đàn, cường giả đàm gia xuất thủ tấn công lăng hàn hiện tại đã không cần kiêng kỵ cái gì bành 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 từng công kích đánh vào người lăng hàn bọn họ như đánh vào tấm sắt ai tội gì khổ như thế chứ cường giả hàn gia triệu gia liễu gia đều lắc đầu vì giết một tiểu nhân vật trúc cơ mà bồi cả tính mạng của mình vào cuộc mua bán này không lời đường nghiêm đưa tay ra hắn rất tức giận hắn thấy lăng hàn khẳng định không sống nổi nữa bị nhiều sinh đan cảnh cùng đánh lăng hàn không có khả năng chịu nổi đây chính là huynh đệ của hắn, yên tâm, người tốt sống không lâu, người xấu sống ngàn năm. Đại hắc cẩu rũi móng vuốt vỗ vai đường nghiêm, nói. Mạng của tiểu hàn tử chính là con rán, mạng hắn cứng hơn suy nghĩ của người đấy. Quả nhiên, sau khi tất cả ánh sáng từ công kích biến mất, chỉ thấy lăng hàn vẫn đứng yên tại chỗ, mà đàm chính kiệt đã hóa thành cho, không còn sót lại cái gì. Cái gì, thấy cảnh này, đám người hàn băng, triệu tiếu, liễu vũ huân suýt phát điên, bọn họ không dám tin vào mắt mình. Ngươi là quái vật hay sao? Bị một đám sinh đan liên tục công kích, ngươi không bị gì cả. Quá kinh khủng, tại sao lại có người mạnh như thế? Ánh mắt Lăng Hàn nhìn sang, mấy tên sinh đan cảnh đàm ra đều sợ hãi lui lại, bọn họ cảm thấy Lăng Hàn không phải là người. Cút, Lăng Hàn quát, hắn lười động thủ giết con chó con mèo. Những sinh đan cảnh đàm ra nhìn nhau, bọn họ không lui lại. Đàm Chính Kiệt bị giết chết trước mặt, nếu bọn họ lại quay đầu bỏ đi, trở về gia tộc sẽ bị trừng phạt thế nào? Nơi này còn có triệu, Liễu, hàn gia sinh đan, bọn họ không tin có nhiều sinh đan liên thủ như thế còn không thể giải quyết lăng hàn. Lăng hàn lắc đầu, cho các người cơ hội, các người nhất định muốn chết, vậy đừng trách ta. Mọi người cùng nhau xông lên, cường giả đàm ra quát lớn, ân, cường giả sinh đan của ba nhà hàn, triệu, Liễu gật đầu, gia hỏa này quá yêu nghiệt, nhất định phải liên thủ chém giết. Hiu hiu hiu, những cường giả kia xông tới và tấn công lăng hàn. Lăng Hàn hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là đánh ra một đạo sát khí xung kích. Ông, việc này mới gọi là đáng sợ, sát khí xung kích không nhìn khoảng cách, chỉ trong nháy mắt đã đánh vào thức hải mỗi người, hóa thành từng người tí hon màu đen và tỏa ra khí thức vô cùng đáng sợ. Phải biết, cường độ linh hồn Lăng Hàn hiện tại thế nhưng là đạt đến cấp giáo chủ, đây là khái niệm gì? Ba, 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 những sinh đan cảnh kia ngã xuống, nếu như cẩn thận kiểm tra một chút sẽ phát hiện khí thức của bọn họ đã đoạn tuyệt, thức hải bọn họ bị đánh nổ tung. Cho dù phó hỏa dương thiêu đốt đế huyết, chiến lực vượt qua lang hàn rất nhiều cũng bị sát khí xung kích ảnh hưởng, những kẻ tầm thường không chịu nổi một kích của hắn. Hiện tại chỉ còn lại ba người hàn băng, triệu tiếu cùng liễu vũ huân đang đứng. Thân thể của bọn họ không ngừng run rẩy, giống như bị giật kinh phong. Bọn họ sợ vỡ mật, đây quá kinh khủng, 14 sinh đan cảnh bị chém giết sạch sẽ, bọn họ có thể không sợ hay sao? Đừng nói bọn họ, cho dù là các tường thiên, Tống Lam cũng giật mình chiến lực của Lăng Hàn làm các nàng sợ hãi và áp lực. Đường nghiêm đứng ngây người như tên đần độn, hắn chỉ biết chố mắt nhìn mà không biết nên làm gì. Lăng Hàn điểm ra một chỉ, ba ba ba, đầu của ba người Hàn băng, triệu tiếu, liễu vũ huân nổ tung. Tốt, thu cũ đã kết thúc, lớn mật, lúc này, binh sĩ ảnh Nguyệt Hoàng Triều cũng chạy tới, bọn chúng quát lớn với Lăng Hàn. Cuồng đồ, dám công khai giết người ở nơi này, còn không mau thúc thủ chịu trói. Đường nghiêm cảm giác tâm thần run rẩy, hắn đã chuẩn bị xuất thủ, cùng lắm thì rời khỏi nguyệt hoa tinh nha, trời đất bao la, chỗ nào không thể đi. Hừ, hôm nay bản tọa vừa mới nhậm chức đã xảy ra chuyện lớn như thế, tiểu tử, người đúng là muốn chết. Một giọng nói vang lên, một bóng người xuất hiện, trên người hắn tỏa ra khí thế vô cùng bá đạo. Chân ngã cảnh, chương 4466, giải quyết, xong đời, đường nghiêm nói thầm trong lòng, lang hàn rất mạnh. Hắn thấy tận mắt nhưng sinh đan mạnh hơn nữa cũng chỉ là sinh đan cảnh mà thôi, làm sao có thể so sánh với chân ngã cảnh. Tên cường giả chân ngã cảnh kia khoảng 40 tuổi nhưng số tuổi thật của hắn hơn xa như thế, thân thể của hắn khỏe mạnh, lưng hùm vai gấu, trên mặt có râu quai nón, nhìn hắn rất thô kệch. Cường giả chính là cường giả, hắn vừa xuất hiện đã tỏa ra khí thế cường đại làm cho người ta không dám thở mạnh. Ánh mắt cường giả này nhìn lên người nữ hoàng Tống Lam, ánh mắt hắn sáng lên. Mặc dù không nhìn thấy chân dung nhưng từ dáng người, dáng người của các nàng rất hoàn mỹ trái tim của hắn đập thình thịch. Nam Nhi tu luyện không phải vì quyền lực, địa vị và sắc đẹp sao? Hiện tại hắn đã có quyền lực và sắc đẹp, gặp được sắc đẹp tự nhiên không có đạo lý không thu. Các người bỏ mạng che mặt xuống, hắn ra lệnh, lăng hàn lắc đầu, ta nói, người tốt nhất nên thu hồi sắc tâm đi, bằng không sẽ không có kết cục tốt. Tiểu tử, người đang muốn chết, tên cường giả chân ngã cảnh lạnh lùng nói ra, hắn nhìn chằm chằm lăng hàn, sát ý lưu chuyển. Lăng hàn quay đầu nhìn về phía các tường thiên, Tiểu cát giao cho ngươi khóe miệng cát tường thiên co giật nàng lúc nào biến thành tiểu cát rồi nhưng ai bảo nàng hết sức coi trọng lăng hàn muốn dẫn độ hắn vào phật tộc trở thành phật tử bắc thiên vực chứ cho nên nàng chỉ có thể đứng ra lui ra nàng thản nhiên nói ha ha người tuổi trẻ bây giờ quá cuồng vọng cường giả chân ngã cảnh lắc đầu nói tốt nếu các ngươi không tháo mạng che mặt xuống bổn tọa giúp các ngươi hắn vươn tay bắt lấy cát tường thiên úm các tường thiên quát to một tiếng lục tự minh vương chú nàng chính là truyền nhân phật tộc chính thông nàng quát lớn không chỉ làm người ta tỉnh ngộ sau đầu còn có phật quang xuất hiện làm nàng thánh khiết và tao nhã cường giả chân ngã cảnh kinh hãi khốn kiếp đây là đệ tử phật tộc toàn dân ảnh nguyệt hoàng chiều hướng phật mỗi người đều học phật nghĩa đàm luận phật học cho dù đệ tử hoàng tộc cũng bái nhập phật tộc tu diệu pháp phật tộc hắn không có tư cách tu tập công pháp phật tộc hắn không tu nhưng có thể không thấy qua sao Lục tử minh vương chú, Phật quang, đó là dị tưởng của đệ tử Phật tộc. Nữ Bồ Tát, quần chúng bốn phía quỳ xuống, vẻ mặt bọn họ thành kính. Cường giả chân ngã cảnh do dự, hắn nên lựa chọn thế nào? Nếu như kiên trì, hắn sẽ đắc tội cao tầng Phật tộc, đây không phải trò đùa, hiện tại toàn dân ảnh Nguyệt Hoàng chiều hướng Phật, ngay cả Hoàng đế cũng phải khách khí với đệ tử Phật tộc, hắn dám đắc tội hay sao? Nhưng những cô gái này dáng người như thế động lòng người, phong thái như thế mê người, hắn thật sự là không nghĩ từ bỏ hắn nghĩ nghĩ chỉ vào các tường thiên nói người có thể đi hắn cũng không dám động đệ tử phật tộc những người khác nha ha ha hắn có lý do bắt lại cát tường thiên tức giận người quá không thức thời biết rõ thân phận của nàng lại dám còn có sắc tâm ta chính là cát tường thiên thánh nữ phật tộc bắc thiên vực nàng tự vạch trần thân phận cái gì thánh nữ tên cường giả chân ngã cảnh rung động hắn càng sợ hãi hắn biết rõ phật tộc cường đại đây là đế tộc là một trong những thế lực mạnh nhất trong tinh không, mà thánh nữ Phật Tổ có ý nghĩa như thế nào? Tương đương với đế nữ, ai dám đắc tội đế nữ, nhưng ba nữ nhân này hắn khó xử, cực kỳ xoắn xuýt. Tham kiến thánh nữ, lúc này, trên bầu trời xuất hiện mấy bóng người, sau đó đáp xuống, bọn họ mặc tăng y, có nam có nữ, cảnh giới từ sinh đan cảnh đến hóa linh cảnh. Nhưng cho dù là hóa linh chân quân cũng cung kính hành lễ, thần sắc thành kính. Cường giả chân ngã cảnh thở dài, hiện tại cường giả Phật tộc đã tới, hắn làm sao dám nói gì? Hắn cũng chắp tay chào, nói, bái kiến thánh nữ, các tường thiên hừ một tiếng, nàng chỉ vào hắn và nói. Người này lòng mang ô uế cần tịnh hóa, tuân dụ, những cường giả Phật tộc kia xuất thủ bắt lấy tên chân ngã cảnh. Rốt cuộc phải tịnh hóa thế nào, như vậy không cần nghĩ cũng biết, Phật tộc sở trường tịnh hóa tâm linh, có lẽ lúc tên kia đi ra chẳng những sẽ không tham luyến nữ sắc, ngược lại sẽ coi đó là độc dược. Tiểu cát, làm người tốt thì làm tới cùng đưa phật đưa đến tây thiên lang hàn nói huynh đệ này của ta là người thanh long hoàng triều hiện tại thanh long hoàng triều hủy diệt hắn cũng thành tội phạm truy nã người giúp đỡ một chút cũng tiêu trừ án cũng cho gia tộc của hắn các tường thiên tức giận nàng đường đường thánh nữ lại phải quan tâm việc nhỏ lông gà vỏ tỏi này nếu như ngươi gia nhập phật tộc sau đó trở thành phật tử việc này chỉ là việc nhỏ nàng lập tức đổi bị động thành chủ động lang hàn nhún vai nói vậy quên đi ngươi không giúp chút việc nhỏ này còn nói bằng hữu tốt gì chứ các tường thiên tức giận nghiến răng là ai mời người hỗ trợ trong lòng ngươi không suy nghĩ hay sao không hờn không giận ngã phật từ bi nàng vội vàng niệm kinh tiêu trừ lửa giận đường huynh đi đi tới gia tộc ngươi ngồi một chút lang hàn cười nói được đường nghiêm gật đầu hiện tại hắn rất bội phục lang hàn xem ra huynh đệ của mình sống rất tốt chẳng những thực lực vô cùng cao minh hơn nữa còn quen biết thánh nữ phật tộc Lăng Hàn mang theo mọi người đi tới đường ra, bọn họ hiện tại ẩn cư trong sơn cốc vắng vẻ, tùy tiện dựng lên mấy chục tòa nhà gỗ, tương đối đơn sơ. Đoàn người Lăng Hàn được hoan nghênh nhiệt liệt, hiện tại đường ra xuống dốc, chúng bạn xa lánh, lúc này có thể tới đây thăm đường ra, đây chính là bằng hữu thật sự. Lăng Hàn ở hai ngày, hắn lại lặng lẽ rời khỏi thiên hải tinh. Hắn cũng không muốn cho Tống Lam, các tường thiên biết mình còn chiếm thánh nhân truyền thừa, cho nên vừa vặn lợi dụng đường ra làm yểm hộ, hiện tại trên thiên hải tinh đã dựng truyền tống trận muốn đi chỗ nào cũng thuận tiện hắn tiến vào truyền tống trận vừa đi đã tới hắn đã chiếm được tọa độ bí cảnh trong thanh hà bí cảnh bởi vậy hắn dễ dàng tìm được nơi cần tìm sau đó dùng phương thức đặc thù mở ra tiến vào bên trong độc xà bí cảnh danh xứng với thực nơi này đầy rắn độc nhưng đây là khảo nghiệm của cổ dương thánh nhân nhằm vào sinh đan cảnh bởi vậy những độc xà đều có cấp bậc sinh đan lang hàn đi lên phía trước hắn không cần xuất thủ sát khí xung kích bao phủ, đám rắn độc đều nằm lật bụng lên trời, chúng không có cơ hội xuất thủ. Cho dù là cổ dương thánh nhân cũng không nghĩ tới khảo nghiệm của mình bị lang hàn phá giải dễ dàng như vậy. Hạch tâm của bí cảnh chính là cổ điện, chỉ cần đi vào là có thể khống chế toàn bộ bí cảnh, từ đó đạt được cổ dương thiên kinh bộ phận sinh đan cảnh. Trong cung điện lại đầy rắn độc, đều là hung thú cấp bậc sinh đan cảnh, chỉ biết giết chóc. Lang hàn cười một tiếng, hắn tiến lên phía trước, chương 4467, ám sát, Lăng Hàn nhanh chân đi vào trong cung điện, Xì Tư Ti lượng lớn rắn độc trườn ra tới, hướng về hắn phát động công kích, nhưng sát khí xung kích phía dưới, căn bản không có một đầu có thể cận thân, ai cũng thức hải vỡ ra, linh hồn vỡ nát, chết được vô thanh vô tức. Sát khí xung kích uy lực thật sự là thật là đáng sợ, lấy Lăng Hàn hiện tại cường độ linh hồn, giết sinh đan dễ như tát. Hắn không tốn sức chút nào cũng có thể tiến sâu vào trong cung điện, lấy được toàn bộ quyền khống chế bí cảnh, cũng đã nhận được đồ vật cổ dương thánh nhân lưu cho hắn. Cổ dương thiên kinh sinh đan thiên, còn có ba kiện thiên tài địa bảo. Ba kiện thiên tài địa bảo đều là dưỡng hồn, có thể giúp Lăng Hàn bước vào sinh đan trung kỳ và cường hóa tiên đan của hắn. Tốt, Lăng Hàn cảm thấy chuyến này không uổng phí, hắn cảm thấy ba kiện thiên tài địa bảo kia đáng giá. Hắn đạt được tọa độ vô vọng bí cảnh cuối cùng, hơn nữa còn có biện pháp mở ra, chỉ có thể chờ hắn bước vào chân ngã cảnh mới có thể đi. Chút lòng thành, ba bí cảnh dùng để kiểm tra cảnh giới của Lăng Hàn có giảm xuống hay không cho nên, chỉ cần Lăng Hàn bảo trì yêu nghiệt như thế, thông qua bí cảnh cuối cùng chỉ là quá trình. Hắn ra khỏi bí cảnh, sau đó trở về Nguyệt Hoa Tinh, cũng không có liên hệ và gặp Trần Phong Viêm. Hiện tại huyền Bắc Quốc cũng quy thuận ảnh Nguyệt Hoàng Triều, chỉ cần Trần Phong Viêm không tạo phản, như vậy hắn có thể ngồi vững trên hoàng vị. Đại chất tử của hắn đang trùng kích cấp giáo chủ, nhưng một bước tiểu thừa cảnh này rất khó đột phá, hiện tại đã qua nhiều năm, Trần Phong Viêm vẫn tiến vào trạng thái bế quan, cũng không biết hắn thành công lúc nào. Lăng Hàn về tới đường ra, mặc dù Tống Lam, các tường thiên không gặp hắn nhưng hoàn toàn sẽ không nghĩ tới hắn lại đi tới thiên hải tinh. Ở đường ra mấy ngày sau, Lăng Hàn quyết định về cửu dương thánh địa. Vấn đề ở đây đã làm xong, người cũng gặp, lưu lại có ý nghĩa gì chứ? Đám người lên đường, các tường thiên cũng giải quyết xong việc của đường ra, về sau đường ra hoàn toàn có thể thoải mái xuất hiện trên Nguyệt Hoa Tinh, ảnh Nguyệt Hoàng Triều sẽ không hành động nhắm vào. Đám người vừa mới xuyên qua tinh thể, Lần này không vội vàng như lúc trước, mỗi khi bọn họ tới tinh thể khác lại dừng một thời gian, hỏi thăm có di tích cổ nào mở ra hay không, từ đó bọn họ sẽ tham gia náo nhiệt. Đáng tiếc là, di tích cổ mở ra không phải trúc cơ chính là chú đỉnh, đẳng cấp quá thấp, bọn họ không có chỗ tốt gì. Không có chỗ tốt thì ai làm? Bọn họ tiếp tục tiến lên, còn kém ba lần truyền tống là có thể trở lại Cửu Dương Tinh. Một ngày này, bọn họ chỉnh đốn tốt lại đi truyền tống trận. Lăng Hàn đi về phía trước, không chỉ có bọn họ đi đường còn có mấy người đi đường đi theo, bọn họ cũng muốn đi tinh thể kế tiếp. Có hai người dường như xảy ra tranh chấp ngay từ đầu còn nói nhỏ, nhưng ngay sau đó lại có xung đột xảy ra. Bành, một người dùng sức đẩy một người khác ra ngoài, đẩy về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn vận dụng lực lượng nhu hòa ổn định thân thể người nọ. Đúng lúc này, xoát, người kia xoay người và phát động công kích nhắm vào hắn, chỉ thấy một đạo đao quang lạnh thấu xương đánh tới. Cùng lúc đó, mấy người không có quan hệ gì lại xuất thủ tất cả cầm binh khí tấn công Lăng Hàn. Hả, đây là ám sát có sự mưu, nhưng Lăng Hàn lắc đầu, người giật dây đánh giá thấp thực lực của hắn nên chỉ xuất động chiến lực sinh đan cảnh. Sát khí xung kích, oanh, một ý niệm xuất hiện, ba ba ba, ngay sau đó có ba người rơi từ không trung xuống, trực tiếp làm bọn họ choáng váng, bốn người sót lại có vẻ mặt dữ tợn giống như tiếp nhận thống khổ to lớn. Không cần tốn nhiều sức, hắn nhẹ nhõm giải quyết ám sát. Các tường thiên, tống lam xuất thủ bắt bốn kia. Bốn người này thực lực không yếu, bản thân đám người các thường thiên, tống lam vốn mạnh mẽ, thứ hai linh hồn của bọn họ chịu trọng thương, chiến lực giảm xuống rất nhiều nên không phải đối thủ. Các ngươi là ai? Tại sao ám sát lăng hàn? Là ai sai xử các ngươi? Đại hắc cầu lập tức ép hỏi, không nghĩ tới bốn người này còn mạnh miệng, đều ngậm miệng không nói. Không nói sẽ mang các ngươi cho chó ăn, hổ nữ chống nạnh nói, vẻ mặt tức giận vì có kẻ dám giết lăng hàn. Đại hắc cầu nhe răng, nó vô tội nằm cũng trúng đạn, rắn đâu, đại hoa các nàng xông tới, các nàng rất hưng phấn. Một tên ám sát đã mở miệng nhưng hắn lại nói năng đầy cao ngạo, hoàn toàn không cảm thấy mình là tù binh, nói: "Ta khuyên các ngươi một câu, nhanh thả chúng ta ra." "Ha ha, như vậy các ngươi sẽ ám sát lần nữa." Lang Hàn cười nói, "Yên tâm, chiến thần cung chúng ta chỉ cần thất bại bị bắt, nhiệm vụ sẽ kết thúc." Người ám sát lại nói, "Nếu dám động thủ giết người chiến thần cung chúng ta, vậy ngươi nhất định phải chết." Tiếp đó sẽ có sát thủ chân ngã cảnh, hóa linh cảnh, giáo chủ xuất hiện, thẳng đến khi giết chết người mới thôi. a à, chiến thần cung, lang hàn kinh ngạc, hắn thông qua sổ long thí luyện, đạt được chiến thần tam thức, đây chính là tiên thuật thánh cấp, mặc dù không phải hoàn toàn bản nhưng có uy lực to lớn, đây là một trong các tuyệt chiêu lúc trước của hắn. Hầu ca nói qua, chiến thần tam thức là tuyệt học của chiến thần cung. Những người này lại xuất thân chiến thần cung, chiến thần cung lại là tổ chức sát thủ, lang hàn ngây người hắn bị tổ chức sát thủ để mắt tới cũng không ngạc nhiên, bởi vì hắn đắc tội quá nhiều người, trong đó có mấy gia hỏa tài đại khí thô, mời sát thủ đối phó hắn cũng là chuyện bình thường. Chiến thần cung, các tường thiên, tống lam cao mày, bọn họ rất kiên kỵ. Các ngươi hiểu rõ về chiến thần cung bao nhiêu? Lang Hàn hỏi, chiến thần cung là một tổ chức sát thủ cổ xưa, từng xuất hiện không chỉ một thánh nhân. cát tường thiên nói, chiến thần cung rất đáng sợ, bởi vì bọn họ vĩnh viễn ở trong bóng tối, không có ai biết trụ sở của bọn họ ở đâu, có bao nhiêu người, có bao nhiêu trí cường giả. Tổ chức này chuyên tu ám sát thuật, nghe nói có thánh nhân bị bọn họ ám sát, 10 phần khó chơi. Nếu đối kháng chính diện, chỉ cần đế tộc cho thánh nhân mang theo đế binh là có thể tiêu diệt. Nhưng khó ở chỗ Chiến Thần Cung mang một chữ cung nhưng không có người nào biết bọn họ ở đâu. Vô số năm trôi qua, Chiến Thần Cung vẫn tồn tại, ngay cả đế tộc cũng không dám vì tiện đắc tội. Đế tộc rất châu bò, chính diện vô địch nhưng người ta là sát thủ, căn bản không đối kháng chính diện với ngươi, từ đầu đến cuối sẽ nấp tại nơi nào đó đánh lén, lại thêm còn có vương giả ám sát thánh cấp, từ đó thánh cấp cũng nhắc đầu. Cho nên, thả chúng ta ra, tên sát thủ vừa nói chuyện rất cao ngạo, dường như chắc chắn Lăng Hàn sẽ thỏa hiệp. Chương 4468 Chiến Thần Cung Thật là phách lối, Lăng Hàn không biết nói cái gì, chạy tới ám sát không thành công còn đòi thả đi, kẻ này ra mặt dày cỡ nào. Thả chúng ta rời đi, chúng ta có thể bảo đảm chúng ta từ bỏ sinh ý này tên sát thủ kia nói vẻ mặt chắc chắn giống như ăn chắc lăng hàn đây là đương nhiên bọn họ dám ám sát cả đế tộc thậm chí còn làm thánh nhân nuốt hận đương nhiên sẽ không để ý tiểu nhân vật như lăng hàn ta bí mật nấp gần ngươi ta có thể không ngừng xuất thủ đây chính là ưu thế của ta lăng hàn bật cười nói cách khác nếu có người khác ủy thác giết ta các ngươi vẫn xuất thủ lần nữa đương nhiên sinh ý chính là sinh ý sát thủ kia không do dự nói được lăng hàn điểm ra một chỉ ba đầu của sát thủ vỡ nát như dưa hấu việc này làm ba tên sát thủ khác choáng váng ngay sau đó bọn họ dùng ánh mắt tức giận nhìn lăng hàn ngươi nhất định phải chết hiện tại không tính là ủy thác chiến thần cung chúng ta sẽ giết ngươi ngươi chờ xem trên trời dưới đất không có người nào có thể cứu được ngươi cho dù ngươi là đệ tử cửu dương thánh địa thánh nhân cũng mang theo thánh khí tới lấy tính mạng của ngươi ha 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 không có người nào có thể giết người chiến thần cung chúng ta, cánh cửa địa ngục đã mở ra cho ngươi." Ba người nói ra, dường như không sợ tử vong, phải không? Lang Hàn Từ Tốn nói, cứ việc phóng ngựa tới, xem ta sợ gì. Hắn lại đặt tay lên đầu một tên sát thủ, hắn lục soát hồn phách tìm kiếm vị trí của chiến thần cung. Nhưng hắn lập tức phát hiện, trong thức hải của người nó có cấm chế, chỉ cần vừa chạm vào sẽ bộc phát, hủy đi thức hải của người kia. Quả nhiên, không có chuyện đơn giản như vậy nếu chiến thần cung dễ dàng bị người ta tìm ra nó có thể sừng sững trăm triệu năm trở thành u ác tính ngay cả đế tộc cũng nhức đầu sao ha 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 người đừng hòng biết vị trí của chiến thần cung tên sát thủ kia biết lăng hàn đang định làm gì hắn cười to nói cho dù ta nói cho người biết không cần ta nói ra chỉ cần chạm đến ký ức kia ta cũng phải chết cho nên người chết tâm này đi cứ việc ngồi chờ chết lăng hàn không quan tâm hắn điểm ra sáu chỉ giết sáu tên sát thủ Khốn kiếp, hắn ghét nhất bị người ta uy hiếp, hơn nữa là kẻ ngung cuồng tới giết hắn lại muốn rời đi, có chuyện tốt như vậy. Lăng huynh, các tường thiên và tống lam cao mày, việc này không dễ xử lý. Chiến thần cung tuyệt đối không phải mạnh nhất thế gian, nhưng là tổ chức ương ngạnh nhất, nghe nói từ đầu đến cuối có thánh nhân tỏa chấn, hơn nữa còn ẩn nấp trong bóng tối, không có ai biết chiến thần cung nằm ở nơi nào. Cho nên, tổ chức sát thủ này có được tư cách uy hiếp đế tộc, bởi vì chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có đạo lý ngàn ngày phòng trộm. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, nước tới đất ngăn, chiến thần cung cũng chỉ là một thế lực trong tinh không, chẳng lẽ còn có thể dùng tay che trời sao? Hai nữ đều lắc đầu, lần này sát thủ sinh đan cảnh thất bại, vậy kế tiếp chiến thần cung sẽ phái ra sát thủ chân ngã cảnh, thất bại nữa chính là hóa linh cảnh, giáo chủ, thẳng đến khi giết Lăng Hàn mới thôi. Hơn nữa, những sát thủ này đều tiến hành ám sát, khó lòng phòng bị. Lăng Hàn mỉm cười, hắn thật sự có thể thả đám sát thủ này đi, nhẫn nhất thời chờ tu vi đại thành sẽ đi báo thù nhưng việc này không hợp tính cách của hắn có thù báo thù bị người ta khi dễ thì phải đánh lại thứ hai kẻ thù của hắn nhiều như vậy mỗi người đều ủy thác hắn có thể thả sát thủ chiến thần cung bao nhiêu lần cho nên việc này biến thành bế tắc khó giải không bằng cứ ương ngạnh ngay từ đầu bọn họ ngồi truyền tống trận trở lại cửu dương thánh địa tin tức lang hàn bị chiến thần cung để mắt tới cũng truyền khắp tinh võng lang hàn tin tưởng Việc này không phải Tống Lam hoặc là Cát Tường Thiên để lộ bí mật, có khả năng là người ủy thác phía sau đã vội vã không nhịn nổi nên nhảy ra. Cái gì, Lăng Hàn bị chiến thần cung để mắt tới rồi. Hắn chắc chắn phải chết, bị tổ chức sát thủ này để mắt tới, cho tới bây giờ không ai sống sót. Ai bảo hắn thật ngông cuồng, danh tiếng quá lớn, đắc tội quá nhiều người. Nếu nói như vậy, ta có thể mua sát thủ giết đế tử. Ha ha, vậy phải xem chiến thần cung có tiếp ủy thác này hay không. À! chiến thần cung không phải không sợ đế tộc sao không thể nói như thế đế tộc quá cường đại chiến thần cung cũng không chủ động trêu chọc không thì đế tộc sẽ tìm khắp thiên hạ luôn có thể phát hiện một chút dấu vết để lại lại khi đó thánh nhân mang theo đế binh đi trấn áp chiến thần cung cũng phải ngã xuống cũng phải chiến thần cung không ngốc sẽ không rước lấy phiền toái lớn cho mình đi vào thánh địa lang hàn bị người ta dùng ánh mắt khác thường nhìn mình giống như đang nhìn một thi thể biết đi trừ phi lăng hàn vĩnh viễn không rời khỏi thánh địa bằng không hắn vừa đi ra ngoài sẽ bị chiến thần cung ám sát thậm chí thời gian kéo càng lâu chiến thần cung sẽ phái thánh nhân xuất thủ cửu dương thánh địa có thể giữ được lăng hàn sao lăng hàn về tới chỗ ở hắn suy nghĩ đối sách hắn không có khả năng vẫn trốn bên trong thánh địa thậm chí thánh địa cũng chưa chắc an toàn có khả năng phản kích không việc này quá khó khăn nếu như chiến thần cung dễ tìm nó làm sao tồn tại bao nhiêu năm qua như vậy đã không thể phá hủy tổ chức sát thủ này, hắn phải tăng cường thực lực của mình, khi đó mới có năng lực bảo vệ tính mạng. Cho dù Lăng Hàn yêu nghiệt không gì sánh được, hắn cũng không có khả năng đấu với chân ngã cảnh, hơn nữa, cho dù hắn đấu lại thì sao chứ? Chiến thần cung cũng không phải không có sát thủ cấp bậc hóa linh chân quân. Cho nên, năng lực bảo vệ tính mạng mới là vương đạo. Hắn có thiên đạo hỏa, ngay cả tôn giả cũng phải nhượng bộ lui binh, không thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là một đòn sát thủ, một lá bài tẩy còn gì nữa không thông linh đạo quả có thể phát huy hiệu quả bảo vệ tính mạng cứu hắn một mạng quá ít lăng hàn đi kho tàng của thánh địa hắn muốn dựa vào trận pháp ở chú đỉnh cảnh đại phát thần uy hắn thắng được vinh quang cho bắc thiên vực tự nhiên cũng làm cho cửu dương thánh địa có được thanh danh to lớn cho nên lăng hàn có rất nhiều điểm cống hiến đầy đủ hắn tiêu xài một phen hắn cẩn thận quan sát hắn muốn tìm thứ giúp hắn tăng lên trong thời gian ngắn trở thành đòn sát thủ của hắn thứ đó chính là trận pháp Tìm cả buổi, đôi mắt lang hàn sáng lên, hắn không phải tìm được trận pháp uy lực kinh người, mà là phương pháp vận dụng thiên địa đại thế. Từ trên lý luận hắn có thể mượn lực lượng của tinh thể, chỉ trong nháy mắt di chuyển từ cực bắc tinh thể xuống cực nam. Diệu, thật là thần diệu, chương 4469, trận đạo tông sư. Nếu có thể nắm giữ năng lực như thế, lang hàn sẽ ổn. Trừ khi gặp phải cao thủ như thánh nhân, một kích có thể đánh nát toàn bộ tinh thể, bằng không tôn giả cũng rất khó giết chết hắn nhưng muốn nắm giữ pháp thuật như vậy quá khó khăn yêu cầu tạo nghệ trận pháp quá cao chỉ có tông sư đỉnh cấp mới có thể thi triển nếu trước đó ở trong cửu dương thánh địa lăng hàn khẳng định chỉ có thể lực bất tòng tâm nhưng bây giờ đã khác hắn đi một chuyến tới âm phủ cường độ linh hồn đã tăng lên cấp bậc hóa linh có tư cách chạm vào bình cảnh tông sư hắn đã tiêu sạch sẽ điểm cống hiến sau đó thu được tư cách quan sát pháp thuật này muốn học được loại pháp thuật này cần hai điểm thứ nhất bản thân nắm giữ trận pháp tới cấp độ cao thâm, thứ hai, có thể thuấn di cần đối hiểu rõ địa mạch, cho nên, mỗi khi đến tinh thể mới cần phải nắm giữ địa mạch tại nơi đó. Cho nên, bản thân pháp thuật này không khó, khó khăn chính là gia tăng đẳng cấp trận đạo, sau đó nắm giữ địa mạch của tinh thể. Lăng Hàn leo lên tinh võng, hắn giàu có nên chọn phòng thời gian đỉnh cấp. Hắn phải nhanh chóng gia tăng thực lực trận đạo, hắn bế quan suốt nửa năm, người bên ngoài cho rằng Lăng Hàn đã sợ hãi, biết bên ngoài có người chiến thần cung chờ ám sát hắn, cho nên hơn nửa năm qua hắn vẫn ở trong động phủ, đừng nói ra khỏi thánh địa, hắn còn không dám rời khỏi động phủ của mình. lời đồn đại nổi lên đều là rèm pha lăng hàn, không có biện pháp. trước đó hắn quá nổi danh với tu vi chú đỉnh đã đánh bại sinh đan, ngay cả đế tử cũng thua trong tay hắn, việc này làm bao nhiêu người ước ao và ghen ghét hắn. cho nên từng đôi mắt đang theo dõi hắn, hy vọng nắm lấy chân đau của hắn và rèm pha. lần này bọn họ tìm được cơ hội. Lăng Hàn lại không biết, bên ngoài đã qua nửa năm, linh hồn của hắn đang ở trong tinh võng bao lâu. Dòng dã 25 năm, thời gian lâu như vậy, rốt cuộc hắn sơ bộ bước vào trận đạo Tông Sư. Phi thường miễn cưỡng, nếu hắn muốn chế tác trận cơ Tông Sư, việc này khó như lên trời, nhưng hắn cũng không cần bày trận pháp, hắn chỉ cần hiểu rõ và điều khiển địa mạch là đủ. Hắn kết thúc bế quan, tiền tài của hắn đã biến mất sạch sẽ, hiện tại hắn đã nghèo chỉ còn hai bàn tay trắng. Lăng Hàn không hối hận, tiền không phải dùng để tăng cường thực lực hay sao? Đáng dùng thì phải dùng, không còn tiền, kiếm lại là được. Lăng Hàn trở lại hiện thực, hai chân đạp lên mặt đất, hắn lập tức có cảm ngộ vô tận. Tinh thể này không giống trước kia, dường như đã có sinh mạng và hô hấp. Lăng Hàn nhắm mắt lại, dùng linh hồn cảm giác, nếu như chỉ thả thần thức dò xét, hắn chỉ có thể cảm ứng động tĩnh trong phạm vi ngàn dặm, nhưng bây giờ đã khác, hắn đã dung nhập vào tinh thể này, một ngọn cây cọng cỏ, một đá một nước đều là tay mắt của hắn, Hai tai của hắn, cảm giác của hắn đã kéo dài vô hạn. Cảm giác này chỉ duy trì trong nháy mắt, Lăng Hàn đã sơ bộ nắm giữ địa mạch, hắn xem tinh thể này như vật sống, địa mạch tương đương với mạch máu, bởi vậy, sau khi hắn nắm giữ địa mạch, hắn có thể lợi dụng địa mạch phun trào và di chuyển tới nơi khác trong nháy mắt. Thần trí của hắn kéo dài vô hạn, xâm nhập địa tâm, ở chỗ này, hắn chạm đến ý chí cổ xưa. Đây là ý chí tinh thể, mặc dù vô cùng cường đại nhưng lại hỗn độn, giống như một đứa trẻ trong thân xác người lớn rõ ràng trời sinh cường đại nhưng không hiểu nên vận dụng như thế nào lăng hàn không dám tiếp xúc với ý chí này niệm lực của hắn hiện tại cường đại nhưng so sánh với ý chí của tinh thể hắn chỉ là trẻ con không chịu nổi một kích hắn bắt được địa mạch địa khí trong đó phun trào vô cùng cường đại lăng hàn hiểu ra hắn có thể thuấn di trên tinh thể hành tàu tự nhiên bởi vì tất cả có quan hệ với địa khí thôi động hắn qua lại tự nhiên trên tinh thể trận pháp quá thần diệu lăng hàn sinh ra hứng thú rất lớn hắn có thể tưởng tượng, lợi dụng địa khí để phát ra uy lực lớn nhất. Khó trách nói, trận pháp tông sư có thể xem như cường giả võ đạo. Lăng Hàn gật đầu, nói, hơn nữa, rút ra địa khí để rèn luyện thân thể, mặc dù hiệu suất gia tăng tu vi không lớn nhưng lại có thể ra cố thể phách kinh người. Thổ trong ngũ hành đại biểu cho phòng ngự, thú vị, thật sự thú vị. Lăng Hàn tiếp tục kéo dài thần ý bao phủ toàn bộ địa mạch của cửu dương tinh, kể từ đó, hắn cảm giác tinh thể này là hắn, hắn là tinh thể. Trên lý luận hắn có thể nhìn thấy toàn bộ mọi việc trên tinh thể, nhưng trên thực tế có quá nhiều địa phương bị sương mù bao phủ, hắn không thể nhìn thấu. Những địa phương này có trận pháp tồn tại, cho nên che giấu cảm giác của hắn. Không chỉ như vậy, hắn còn nhìn thấy vài tên cường giả, ý chí của hắn mới vừa vặn nhìn sang, đối phương đã có cảm ứng và đấm ra một quyền, tùy tiện đánh nát địa khí làm hắn biến thành mù loa. Lăng Hàn thở dài, dù sao cường độ linh hồn của hắn chỉ là hóa linh cảnh, nếu gặp được cường giả giáo chủ, tôn giả tự nhiên sẽ bị phát hiện. Thuấn Di mà nói, cũng không phải dễ dàng như thế. Lang Hàn cao mày, cơ sở của Thuấn Di chính là địa khí, nhưng địa khí đến từ địa mạch, có thể kéo dài nhất định nhưng không có khả năng tràn ra quá xa, cho nên, muốn Thuấn Di, thứ nhất, hắn phải ở gần địa mạch. Cứ thử xem sao, hắn đi một đoạn đường tới phía trên địa mạch, sau đó tâm niệm vừa động, hắn bị địa khí bao phủ và biến mất. Quá thần kỳ, rõ ràng địa mạch hoàn chỉnh, mặt đất không có hố nào khác, hắn cũng không tiến vào lòng đất, hắn hòa vào làm một với địa mạch. Ý niệm của hắn hơi động, hắn đã xuất hiện trong lòng đất, xuất hiện ở cách Cửu Dương Thánh địa chỉ ít 10 vạn dặm. Đương nhiên, nơi này vừa vặn có địa mạch đối ứng. Tâm niệm lang hàn lại thay đổi, hưu hưu hưu, hắn không ngừng xuyên qua tinh thể. Diệu, diệu, thật sự quá kỳ diệu, muốn nói xuyên qua tinh thể, hắn khẳng định không bằng tôn giả, người ta trực tiếp xé rách hư không là có thể vượt qua trăm triệu dặm, nhưng nói đến đi đường trên tinh thể hắn sẽ không thua gì tôn giả. Mấu chốt là hắn dùng địa mạch làm tay hắn, hắn có thể sớm cảm ứng được sát cơ, từ đó phòng ngừa chu đáo. Như thế, cho dù gần đó không có địa mạch, hắn vẫn có thời gian bố trí. Có thể thuấn gì tại nơi rời xa địa mạch hay không? Lang Hàn nhớ lại tư liệu, trận đạo tông sư chân chính đều có thể thuấn gì tùy ý, không nhất định phải ở gần địa mạch. Hắn mới thí nghiệm, phát hiện có thể làm được việc này. Đó chính là dùng địa khí bao phủ. Chỉ cần có thể dẫn động địa khí, hắn có thể thuấn di Địa khí kéo dài có cực hạn, nhưng có thể thông qua thần niệm bản thân bổ sung Thần niệm tương liên với địa khí tạo thành một lối đi, giải quyết vấn đề khoảng cách Như vậy phải xem cường độ linh hồn của ta Sử dụng cường độ niệm lực của ta, khoảng cách này là trăm dặm Miễn cưỡng đầy đủ, chương 4.470, tinh bộ Xeo, đúng lúc này, một bóng người lại xuất hiện Phản ứng đầu tiên của Lăng Hàn chính là người chiến thần cung giết tới hắn đã chuẩn bị lợi dụng địa mạch bỏ chạy, hắn lại kinh ngạc phát hiện, hắn nắm giữ loại kỹ pháp này mới nửa ngày, tại sao người chiến thần cung đã biết rồi. Trong nháy mắt sau đó, Lăng Hàn đã an tâm, bởi vì người tới cũng không phải sát thủ chiến thần cung, mà là cửu sơn tôn giả. Tiểu tử, người đã chết một lần, cửu sơn tôn giả trầm giọng nói, Lăng Hàn kinh ngạc, ta không nhận ra lão nhân ngươi hay sao. Sai. Sở dĩ sát thủ chiến thần cung làm người ta khó lòng phòng bị chính là vì bọn họ không chỉ am hiểu đánh lén, hơn nữa còn biết ngụy trang thành người quen thuộc bên cạnh ngươi, làm cho ngươi mất đi phòng bị và một kích đắc thủ. Cửu Sơn Tôn giả nói, Lăng Hàn gật đầu, sau đó hắn làm ra thái độ phòng ngự. Vậy ngươi bây giờ có phải là ngụy trang hay không? Cửu Sơn Tôn giả bật cười, tên tiểu bối này không làm cho người ta bớt lo, đi ra ngoài một lần lại chọc chiến thần cung. Thật không nghĩ tới, ngươi đã nắm giữ tinh bộ. Hắn cảm thán nói, như vậy, bản tôn an tâm, cho dù ngươi không địch lại vẫn có cơ hội bỏ chạy. Tinh bộ, chẳng lẽ ngươi không biết thứ này gọi là tinh bộ sao lăng hàn thế mới biết pháp thuật mượn nhờ địa khí thuấn di là tinh bộ cũng phải di chuyển trong tinh thể không phải gọi là tinh bộ hay sao trẻ tuổi như vậy đã là trận đạo tông sư cửu sơn tôn giả cảm khái võ đan trận tinh thông mọi thứ đạo đạo là thiên tài tại sao có thể có dạng yêu nghiệt như ngươi chứ quả thực là biến thái đây là khen hay sao ách xem như khen đi ra mặt lăng hàn rất dày hắn gật đầu, cũng vui vẻ nhận lấy lời khen của cửu sơn tôn giả. ban đầu bản tôn dự định làm người hộ đạo cho ngươi, không nghĩ tới tiểu tử ngươi nắm giữ tinh bộ, lần này bản tôn đã yên tâm. cửu sơn tôn giả còn nói thêm, lang hàn cảm thấy nội tâm ấm áp, nói cảm ơn tiền bối quan tâm. cho dù ngươi nắm giữ tinh bộ cũng không thể chủ quan. cửu sơn tôn giả nói, chiến thần cung có thể tung hoành nhiều năm như vậy, danh sưng không người không dám giết, không người không thể giết, tuyệt đối không phải là thổi phồng đúng lăng hàn gật đầu đương nhiên hắn biết lão nhân có thiện ý nhắc nhở hắn tốt rồi trở về đi cửu sơn tôn giả phất tay hắn hết sức hài lòng chiến thần cung đúng là đáng sợ nhưng trong lịch sử có không ít người bị chiến thần cung hạ tất sát lệnh nhưng cuối cùng vẫn sống thật tốt dạng người như vậy cuối cùng đều thành thánh nhân trải qua trắc trở và áp lực như thế người như vậy sẽ kích phát tiềm lực kinh người cho nên chỉ cần lăng hàn không chết hắn tuyệt đối có thể thành thánh lăng hàn trở lại cửu dương thánh địa Lúc này, đám người nữ hoàng cũng phát hiện hắn xuất quan, bọn họ đi tới thăm hắn. Hiện tại ta tu thành tinh bộ, cho dù là tôn giả cũng khó làm ta bị thương. Lăng Hàn nói, nơi này đều là người trong nhà, hắn không cần cấm kỵ. Nữ hoàng, đại hắc cầu đều gật đầu, mặc dù chiến thần cung có sát thánh nhưng giết một sinh đan còn phải xuất động thánh nhân, chiến thần cung quá phế vật rồi. Hơn nữa, chiến thần cung lần trước thất bại chỉ là sinh đan, nói không chừng sẽ phái ra kim bài sát thủ hoặc sát thủ trí tôn trong sinh đan cảnh chờ bọn họ thất bại sẽ xuất động cấp bậc chân ngã cảnh, làm gì có việc vừa ra tay đã phái thánh nhân. Tất cả mọi người yên lòng, không qua bao nhiêu người, đám người lâm lạc, Chu Hằng đã chào từ biệt lăng hàn, bọn họ dự định sông sáo tinh không. Ở trong thánh địa, mặc dù bọn họ không lo tài nguyên tu luyện nhưng chỉ có thể đúng quy đúng củ, muốn đạt được u linh hồn tinh, thông linh đạo quả cần phải dựa vào mình cướp đoạt mà không phải ai ban cho ngươi. Bọn họ đều là trí tôn trong nguyên thế giới, làm sao có thể cam tâm làm người bình thường. Cho nên, bọn họ sẽ xông sáo một phen, Lăng Hàn sẽ không phản đối, hắn truyền thụ toàn bộ công pháp Cổ Dương Thiên Kinh Sinh Đan cảnh cho bọn họ, đáng tiếc nếu hắn có thể tiến thêm một bậc, hắn có thể đạt được Cổ Dương Thiên Kinh hoàn chỉnh, từ đó truyền thụ trong một lần. Cũng không vội, đám người Lâm Lạc không phải một đi không trở lại. Đưa tiến đám người Lâm Lạc rời đi, Lăng Hàn cũng sinh ra một ít tâm tư. Chờ đợi trong thánh địa sẽ không thiếu tài nguyên, nhưng cũng không thể đạt được bảo vật cao cấp nhất. Hắn không ngừng tìm kiếm trên tinh võng chỗ nào ở cử hành đại hội luận võ chỗ nào có di tích cổ mở ra tin tức cũng có nhưng khoảng cách quá xa chờ hắn chạy đến thì tranh tài xong rồi di tích cổ cũng sớm bị đào sạch hắn thở dài rảnh rỗi đến mức xương cốt đau đã như vậy hắn cứ ở chung với kiều thê bình tĩnh chân quý như thế thời gian rất tươi đẹp nhưng đây là việc hy vọng xa vời các tường thiên biết được hắn xuất quan nàng dự định chạy tới siêu độ hắn tiếp dẫn hắn vào phật tộc việc này đã làm phiền lăng hàn hắn có xúc động muốn đánh thánh nữ Phật tộc. Hai ngày sau, đại hắc cầu chạy tới. Tiểu hàn tử, sự kiện lớn, sự kiện lớn, chó chết này rất hưng phấn. Thế nào, người phát hiện chó cái cùng thuộc tính với ngươi? Lăng hàn được lý không tha người. Đi đi đi, ít nói đùa tục tiểu với cầu ra. Đại hắc cầu phất phất móng vuốt, nói. Vị trí thiên vũ tôn giả tỏa hóa hiện thế. Thiên vũ tôn giả, lăng hàn không cảm thấy quá kích động. Dù sao hắn không chỉ tu hành một môn đế thuật, nắm giữ thánh thuật không ít, hắn không quá mức đặt truyền thừa tôn giả vào trong lòng. Đương nhiên, có cơ hội thì không thể phí phạm. "Tiểu Hàn Tử, lần này ngươi ếch ngồi đáy giếng." Đại Hắc Cẩu nói, "Ngươi có biết tổ tiên Thiên Vũ Tôn giả là ai không?" "Ai? Lăng Thiên Tổ Vương." Đại Hắc Cẩu dùng lời lẽ phân khích nói ra. Lăng Hàn lúc này mới giật mình, "Tổ Vương, nói cách khác, không sai, Thiên Vũ Tôn giả nắm giữ Lăng Thiên Tổ Vương truyền thừa." Đại Hắc Cẩu nói, "Tiểu Hàn Tử, ngươi thử tưởng tượng tổ vương truyền thừa đấy, trong đó có bao nhiêu bảo vật. Lăng thiên tổ vương chỉ có một hậu nhân là hắn sao. Lăng hàn cảm thấy kỳ quái. Đúng thế, đại hắc cầu nói, con cháu của lăng thiên tổ vương có nhân khẩu thưa thất, cho nên, thiên vũ tôn giả vừa tỏa hóa, truyền thừa của lăng thiên tổ vương xem như đoạn tuyệt. Lăng hàn cảm thấy thổn thức, lại nói cửu dương thánh nhân bại bởi lăng thiên tổ vương, không thể đăng đế, nhưng tốt xấu gì cũng có cửu dương thánh địa truyền thừa, vạn cổ bất diệt. Nhưng lăng thiên tổ vương thì sao? chỉ để lại một cái truyền thuyết, nghĩ tới hầu ca cũng thế, đấu chiến thánh hoàng không phải bá chủ thời đại hay sao, nhưng đến đời này, con cháu đời sau bị trấn áp dưới núi, nếu không phải cố kỵ hắn còn chưa chết triệt để, hầu ca đã sớm xong đời từ nhiều năm trước. Tiểu hàn tử, có đi hay không? Đương nhiên đi, lăng hàn cười nói, hắn đang rãnh rỗi không có việc gì làm. chương 4471, núi tử minh. Lăng Hàn và nữ hoàng thương lượng một chút, quyết định không mang các nàng theo cùng. Dù sao, Bên ngoài có sát thủ chiến thần cung, Lăng Hàn có thể chiếu cố chính mình, nhưng nếu mang người thân đi cùng, hắn không thể chiếu cố hết được. Ở lại trong thánh địa an toàn hơn, hắn mang reo đại hắc cẩu, nó cũng không phải thân quyến Lăng Hàn, không ai có thể hiểu rõ nội tình của nó và Lăng Hàn, chỉ cho rằng nó ở lại trong cửu dương thánh địa, huống hồ nó còn là yêu thú, cho nên không ai dùng đại hắc cẩu ra uy hiếp Lăng Hàn. Thiên vũ tôn giả tỏa hóa ở đâu? Cửu tuyền tinh, núi tử minh, dường như hơi xa, lại đi tìm lão trọc cửu sơn đi người ta không chọc lăng hàn và đại hắc cẩu đi tìm cửu sơn tôn giả hắn nhờ vị đại năng này hỗ trợ đưa bọn họ đi cửu tuyền tinh từ đó bọn họ tiết kiệm rất nhiều thời gian với da mặt dày của lăng hàn và đại hắc cẩu đương nhiên có thể mở miệng nhiều vả đối với chuyện này cửu sơn tôn giả im lặng hai tiểu gia hỏa này không xem hắn là người ngoài nhưng hắn hết sức coi trọng lăng hàn bởi vậy hắn cũng không ngại giúp lăng hàn chuyện này tôn giả xuất thủ sẽ khác 9 ngày sau bọn họ đã tới cửu tuyền tinh. Tiền bối, người không có hứng thú sao? Lăng Hàn hỏi, cửu sơn tôn giả nghĩ nghĩ, nói. Không thể nói không có hứng thú, nhưng đến cảnh giới của bản tôn càng tin tưởng nhân quả. Nếu bản tôn đi lật một của võ giả cùng dai, tương lai sẽ có tôn giả khác lật mộ của ta. Việc này rất giống việc tổ vương mới xuất hiện, bọn họ sẽ không đi vơ vét đế tộc. Tổ vương mạnh nhất nhưng vẫn nhớ rõ một ít quy củ, hơn nữa bọn họ cũng biết tự giữ gìn. Đương nhiên, nếu như trong mộ thiên vũ tôn giả có đế khí xuất thế, đừng nói cửu sơn tôn giả, cho dù là thánh nhân cũng sẽ xuất thế gia nhập hàng ngũ tranh đoạt. Có hứng thú hay không phải xem dụ hoặc lớn hay nhỏ, lại nói có bảo vật xuất thế, đối với đám người cửu sơn tôn giả mà nói đây không phải là trộm mộ. Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu bước về phía núi Tử Minh, một người đi thăm dò địa mạch, một chó lại lên tinh võng dò xét lần này có bao nhiêu cường giả xuất hiện. Ghê gớm, Đông Tây Nam Bắc, thiên tài trẻ tuổi bốn đại thiên vực đều tới đại hắc cầu hô to gọi nhỏ. Mặc dù bản thân thiên vũ tôn giả không có năng lực lớn nhưng cực kỳ có khả năng dính lý tới đế cấp truyền thừa, đó chính là thứ thánh nhân cũng không thể chống cự nổi. Lần này có khả năng thánh nhân sẽ ẩn nấp tại nơi bí mật, chỉ cần có đế binh hoặc là đế thuật xuất thế, bọn họ sẽ gia nhập vào hàng ngũ tranh đoạt. Đại hắc cầu nhìn về phía lang hàn, tiểu hàn tử, chúng ta có khả năng làm việc cực nhọc nhưng người khác hưởng hay không? Lang hàn cười ha ha, vậy ngươi không làm, làm, đương nhiên làm, đại hắc cầu nhảy dựng lên, Lăng Hàn đã nắm giữ cửu tuyền tinh địa mạch, tâm niệm vừa động thì hắn và đại hắc cầu đã tới nơi gần với núi Tử Minh, hắn cách núi Tử Minh hơn vạn dặm. Tiểu Hàn Tử, chiều này rất tiện lợi, đại hắc cầu gật đầu, nói, Cẩu ra cũng muốn học, thuận tiện ngươi đi trộm đồ sao, ách, biết thì biết, sao phải nói ra, chỉ chốc lát, bọn họ đã đi tới núi Tử Minh. Núi này cao nối thẳng bầu trời, toàn thân màu tím, không phải mọc ra cây cối màu tím, mà là núi đá đều có màu tím, chúng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Ban đầu núi này không có thần dị như thế, cũng chỉ khác với núi đá bình thường một ít, nhưng bây giờ, cả ngọn núi bị mây mù quấn quanh và hóa thành từng con thần thú. Đây không phải thần dị bình thường, mà là những thần thú này thật có uy năng lớn lao, cho dù là tôn giả cũng không cách nào phá vỡ. Không hổ là hậu duệ tổ vương, cùng là tôn giả lại thủ đoạn kinh người. Lần này làm sao bây giờ, không vào được. a à, người không biết sao, tu vi càng yếu càng không bị hạn chế trước mấy ngày có chút cơ tiến vào tin tưởng không bao lâu nữa sẽ có chú đỉnh tiến vào ai ta là sinh đan cảnh phải chờ tới lúc nào ta là chân ngã cảnh đấy tinh võng bên trên một mảnh nghị luận muốn có được tương quan tin tức không hề khó khăn bởi vậy lăng hàn cùng đại hắc cầu cũng biết bọn hắn hiện tại vào không được cần chờ bên trên một đoạn thời gian ta nắm giữ tông sư cấp trận pháp có thể hay không mở một con đường ra tới lăng hàn thì thào hắn mới mở ra nếm thử đây đúng là một cái trận pháp lăng hàn hiện giai đoạn không có tư cách bày ra đến nhưng là nếu chỉ là mở một con đường ra tới đây hay vẫn là có thể được lão hắc tới làm gì tiểu hàn tử người muốn nếm thử liền tự mình nếm thử tốt rồi cậu ra hay vẫn là ở bên ngoài chờ lâu các loại hoàn toàn không ngại ai 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 người bắt lấy cậu ra làm gì a à, đại hắc cậu kêu thảm nó bị lăng hàn tóm lấy đã là hướng về kia trong sương mù đi đến oanh lập tức liền có một đầu thần thú đánh tới. đây là năng lượng thiên địa biến thành, tuy không phải thực thể, nhưng tương tự khủng bố vô biên. a, à, chết hiểu á. đại hắc cầu cũng không dám nhìn. lăng hàn lại là một chân đạp xuống. ông, niệm lực dẫn động phía dưới, thiên địa đại thế lập tức nổi lên biến hóa vi diệu. hắn không có cách gì làm đến rời bước thành trận, nhưng rời bước phá trận chỉ là mở ra một đầu an toàn thông đạo, cái này lại không phải việc khó gì. oanh, đầu này thần thú theo bên cạnh hắn nhào qua. Giống như con mắt xảy ra vấn đề, chính là kém chút xíu. Lang Hàn cười một tiếng, tiếp tục đi lên phía trước, lúc này có một con thần thú tấn công hắn. A, à, ô, má ơi, Đại Hắc Cẩu không ngừng kêu thảm thiết, rõ ràng qua mấy lần, nó cũng biết không có vấn đề gì nhưng hết lần này tới lần khác không an tĩnh được. Qua mười mấy phút sau, rốt cuộc lăng Hàn đã đi tới khu vực trận pháp, phía trước xuất hiện ngọn núi màu tím nhưng lại không còn mây mù quấn quanh. Lang Hàn ném Đại Hắc cầu lên mặt đất, lão Hắc người không xem xong sao. Đại hắc cẩu đã bắt đầu học sói chu, nghe Lăng Hàn nói như thế, nó mới ngừng lại và bỏ dậy. a à, chúng ta tới nơi rồi. Sau đó nó hưng phấn nói. Đại đế truyền thừa, cẩu ra đến đây. Ba ba ba, nó nhanh chân chạy lên phía trước. Ở nó nghĩ đến, hiện tại chỉ có thể cho phép trúc cơ tiến vào, vậy nó là cửu đỉnh, chẳng phải tới lượt nó rồi sao. Lăng Hàn lắc đầu, im lặng đuổi kịp. Bọn họ nhanh chóng phát hiện hang động, nơi này bị phá vỡ không bao lâu, Lăng Hàn thấy rõ ràng, vết phá núi còn rất mới. Đây chính là động phủ thiên vũ tôn giả hóa đạo sao. Bởi vì động phủ phong ấn bị đánh vỡ ngoài ý muốn, cho nên phát động trận pháp núi tử minh, từ đó mới có cục diện này. Tiểu Hàn tử, nhanh, đại hắc cầu đi lên phía trước, cẩn thận, Lăng Hàn nhắc nhở, dù sao cũng là địa phương một tên tôn giả hóa đạo, tùy tiện lưu lại một ít chuẩn bị cũng có thể miểu sát sinh đan cảnh. Cầu ra biết, bọn họ còn chưa tiến vào hang động, lúc này có hai người xuất hiện quát lăng hàn cùng đại hắc cẩu. Cút ngay, các ngươi không có tư cách tiến vào. Chương 4472, động phủ. Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu đều ngẩn ra, xảy ra chuyện gì, còn có kẻ rãnh rỗi ngăn cản người khác tiến vào. Cẩu gia muốn vào, làm gì, các ngươi còn có thể ngăn cản. Đại Hắc Cẩu cười nói, muốn chết, vậy thì tới đi. Một người khinh thường nói, hiện tại nơi này chỉ có trúc cơ mới có thể tiến vào, đều là trúc cơ, bọn họ cần sợ hãi sao? Lại nói, bọn họ không chỉ có hai người, còn có rất nhiều người trong động phủ, toàn bộ đi ra, mỗi người đánh một quyền cũng có thể đánh một người một chó thành cặn bã. Hắc hắc, cậu ra thật không tin, đại hắc cầu huyết sáo, nó đi vào động phủ, nó vừa đi vừa cảnh cáo lăng hàn. Tiểu hàn tử, giao toàn bộ nơi này cho cậu ra. Với tính cách lân yếu sợ mạnh của đại hắc cầu, hơn nữa có tính cách hưa làm náo động, cục diện hiện tại thật sự thích hợp với nó. Muốn chết, hai tên trúc cơ đều hừ một tiếng, đồng thời tấn công đại hắc cầu. Nhưng chúc cơ đấu chú đỉnh, hơn nữa còn là cấp bậc cửu đỉnh, bọn họ không chịu nổi một kích. Đại hắc cầu hơi lộ ra khí thế, hai người kia quỳ xuống, bọn họ cảm thấy trái tim như sắp nhảy ra ngoài, khó chịu không thể nói thành lời. Tiểu tử, con mắt nên nhìn xa một chút, ra thế của chúng ta, các ngươi chọc nổi sao. Đại hắc cầu dẫm lên hai người này, dương dương đắc ý. Hừ, chỉ là một con chó hoang cũng dám đến diễu võ dương oai. Trong động phủ có người đi ra ngoài, đều là thiên tài trúc cơ trên tinh thể này. Đại hắc cầu nổi giận, nó vung móng vuốt và nói. Một đám tiểu tử khốn kiếp, phóng ngựa tới, xem cầu ra dạy các ngươi làm người thế nào. Những thiên tài kia lao đến, từng người dùng pháp khí tấn công. Nằm xuống cho ta, đại hắc cầu bộc phát khí thế, khí thế cửu đỉnh áp bách đẻ ép tất cả mọi người nằm dạp xuống đất. Đây là áp chế trên cấp độ sinh mệnh, mặc ngươi thiên tài thế nào cũng không thể tránh khỏi, trừ phi giống như lăng hàn, tu ra tiên cơ viễn cổ tiên môn. Ngươi, ngươi là chú đỉnh, từ đó những thiên tài trẻ tuổi cũng nhìn ra tu vi của đại hắc cầu. Không sai, cầu gia chính là cường giả chú đỉnh, đại hắc cầu dương dương đắc ý. Làm sao có thể, những thiên tài kia ngây người, hiện tại chỉ có chúc cơ mới có thể tiến vào, tại sao có cường giả chủ đỉnh xuất hiện nhanh như vậy? Các ngươi giao toàn bộ đồ vật tìm được trong động phủ cho ta. Đại hắc cầu hung ác nói, thành thật một chút, nếu để cho cậu ra phát hiện các người dám can đảm tư tàng, bảo đảm các người không có quả ngon để ăn. Các thiên tài lắc đầu, nói ra động phủ này quá nghèo, căn bản không có bảo vật gì. Đại hắc cầu không tin, nó bắt đầu lục soát người. Không, thanh kiếm này là pháp khí tổ truyền của ta. Ta vừa mới mua tiên dược trên tinh võng. A, à, bản tiên pháp này là trưởng bối vừa mới ban cho ta, nhanh trả lại cho ta. Tất cả mọi người kêu to, đại hắc cầu thật ác tâm, nhìn thấy đồ tốt liền cướp cách làm chẳng khác gì kẻ cướp. Đồ tiến vào túi đại hắc cầu sẽ bị móc ra, nhưng đại hắc cầu lắc đầu nói với lăng hàn, biểu thị không có đồ vật cần tìm. tiểu hàn tử, có khả năng chúng ta bị chơi xỏ. đại hắc cầu nói, vẻ mặt đầy tức giận, khốn kiếp, làm ra trận thế lớn như vậy, kết quả không có cái dám gì, có khôi hài hay không? a, à, ngươi là lăng hàn, có người nhận ra lăng hàn, ngay từ đầu không có nghĩ như vậy, bởi vì người ta đều biết lăng hàn đã sớm bước vào sinh đan làm sao có thể tiến vào. Nhưng đại hắc cầu lại là chú đỉnh, lại còn gọi lăng hàn là tiểu hàn tử, bọn họ không thể không tin. Ha ha, ngươi chính là tuyệt thế thiên kiêu bắc thiên vực sao. Đáng tiếc, bị chiến thần cung để mắt tới, chú định chỉ có một con đường chết. Mấy người đều cười lạnh, địch ý với lăng hàn rất lớn. Ngoá, các ngươi một đám lông gà cũng dám xem thường tiểu hàn tử. Đại hắc cầu liền không vui, nó lạnh lùng nói với bọn người kia. Hư chúng ta không phải tới từ thế lực thánh địa thì cũng tới từ thế lực tôn giả, có gì phải sợ. Ăn ngay nói thật, từ xưa tới nay chưa từng có ai bị chiến thần cung hạ tất sát lệnh còn sống sót. Thời gian của ngươi không nhiều lắm, dù sao Bắc thiên vực cũng yếu nhất trong bốn đại thiên vực, lần này cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, sắp bị đánh về nguyên hình. Những người này thật phách lối, rất mạnh miệng, đại hắc cầu tức giận, hiện tại tù binh phách lối như vậy sao? Nó đánh những người này một trận, sau đó trói từng người lại, nói đám gia hỏa các người xuất thân bất phàm, nếu bán các ngươi cho gia tộc của mình, có lẽ ta sẽ kiếm được không ít tiền. Những thiên tài kia giật mình, đều sợ ngây người, các ngươi cướp sạch chúng ta không ít, còn muốn bán chúng ta lấy tiền. Quá đen, Lăng Hàn gật đầu, chủ ý này không tệ, cẩu gia cũng cảm thấy không tệ, nó bảo Lăng Hàn đưa dưỡng nguyên hồ lô ra và nhét đám người vào trong. Các tiểu tử, xem như vận khí của các ngươi, hồ lô này có công hiệu lớn mạnh linh hồn, thu các ngươi một chút phí bảo đảm thì sao? sau đó đại hắc cầu nhìn về phía lăng hàn chúng ta rời đi sao lăng hàn lắc đầu đã tới rồi xem một chút rồi đi hơn nữa bọn họ không phát hiện ra cái gì không nhất định chúng ta cũng không có thu hoạch đúng lăng hàn đi vào động phủ hắn cẩn thận tìm kiếm đây chính là động phủ bình thường khác biệt ở chỗ nơi này cải biến địa thế thiên địa linh khí tuôn tới nơi này như dòng sông mang theo tiên khí mở mịt chỉ cần người cũng làm lỗ chân lông của người ta mở rộng ra a à, từ bầy biển của nơi này, trong động phủ có hai người, hơn nữa không phải thiên vũ tôn giả và đạo đồng của hắn, có lẽ là đạo lữ của hắn, bởi vì ăn uống và ngủ đều chung với nhau. Dường như hai người sớm rời khỏi nơi đây, Lăng Hàn không phát hiện bất kỳ quần áo nào. Chẳng lẽ đây không phải là nơi thiên vũ tôn giả hóa đạo, chỉ là nơi hắn từng ở qua. Lăng Hàn muốn rời đi, hắn lại ngẩn người, hắn thả thần thức dẫn động địa mạch, hắn quan sát toàn bộ động phủ và có phát hiện. Tiểu Hàn tử, còn thất thần làm gì đi mau thôi đại hát cầu thúc giục lăng hàn lắc đầu chờ một chút a à, người có phát hiện gì sao đại hát cầu đi tới nó quá hiểu lăng hàn lăng hàn gật đầu đừng nóng vội hắn nhắm mắt lại toàn bộ tâm thần dung nhập vào tinh thể sử dụng tinh thể làm mắt quan sát toàn bộ động phủ hắn nhìn thấy rất nhiều chi tiết nhỏ hắn nở nụ cười hắn đi tới bên cạnh ngăn tủ sau đó rời sang một bên nơi này cầu ra nhìn qua đằng sau cũng không có cửa ngầm Đại hắc Cẩu lên tiếng, nó không muốn Lăng Hàn lãng phí thời gian. Lăng Hàn lắc đầu, an tâm chớ vội, hắn không ngừng điểm vào tường, tinh thần lực dẫn động địa thế, trên vách tường xuất hiện phù văn trận đạo. chương 4473 tiến vào, Ngoá, còn có thể như thế. Đại hắc Cẩu gào to, nó đã kiểm tra vách tường nhưng không có dị thường gì, trong tay Lăng Hàn lại xuất hiện trận văn, nó có thể không giật mình hay sao? Đây là một cửa vào bị trận pháp che giấu, Lăng Hàn nói, theo ta suy tính, cho dù ta không phá giải, cửa vào sẽ tự hiện ra trong thời gian ngắn. Nó xuất hiện khi trận pháp bên ngoài biến mất, đại hắc cầu nói, Lang hàn gật đầu, có thể như vậy, trận pháp núi tử minh là một thể, cho nên khi trận pháp bên ngoài biến mất, tất cả cơ quan cấm chế ở nơi này mất đi tác dụng. Đại đế truyền thừa, cầu ra đến rồi, đại hắc cầu xoa xoa móng vuốt, nó rất hưng phấn. Tương lai cầu ra thành đế làm tổ, các phàm nhân sẽ run rẩy trước mặt cầu ra. Lang hàn bật cười, Người có thành đế cũng là tiểu nhân đắc chí, ông trời bị đuôi mù rồi. Đi đi đi, tranh thủ thời gian phá trận, đại hắc cầu phất móng vuốt, nó mặc kệ lăng hàn nói gì. Trên tường xuất hiện cánh cửa ánh sáng, tiểu hàn tử, bên trong có nguy hiểm hay không? Đại hắc cầu hỏi lăng hàn, lăng hàn mở hai tay ra, nói, ta làm sao biết, cậu ra có biện pháp. Đại hắc cầu cầm một người trong dưỡng nguyên hồ lô ra ngoài, nó ném người này vào trong. Xoát, tên xui xẻo kia bị ném vào nhưng không phát hiện cảnh tượng khủng bố như thân thể nghiền nát. Có lẽ không có vấn đề, đại hắc cầu gật đầu, lăng hàn cười ha ha, hắn bước vào cửa ánh sáng, chẳng những hỗn độn cực lôi tháp lơ lửng trên đỉnh đầu, hắn cũng mở màn sáng tinh thần bảo vệ bản thân. Hắn vượt qua cánh cửa ánh sáng, ngay sau đó có lực lượng đáng sợ phun trào, xèo, hắn xuất hiện trên một hoang nguyên. Người bị đại hắc cầu ném vào đang nằm trên mặt đất, hắn hôn mê bất tỉnh. Lăng Hàn nhìn ra sau lưng, nơi này không có cửa ánh sáng. đây là truyền tống đơn hướng. hắn ý đồ liên hệ đại hắc cầu, nhưng phát hiện nơi này không có tinh võng. ân, đây cũng là bí cảnh ngăn cách. khó trách nhìn từ bên ngoài không thấy quần áo của thiên vũ tôn giả và đạo lữ của hắn, thì ra nơi này kết nối với không gian khác. lăng hàn đi quan sát, quả nhiên, qua một lúc sau hắn nhìn thấy đại hắc cầu xuất hiện. tiểu hàn tử, đây là nơi nào? đại hắc cầu hoảng sợ nói, a, à, đây là một cái bí cảnh, đoán đúng lăng hàn gật đầu hắn nhắm mắt quan sát địa mạch hắn phát hiện địa mạch nơi này yếu đến mức thương cảm ngay cả địa khí cũng ít ỏi dường như nơi này thiếu cái gì đó làm trận đạo tông sư lăng hàn mẫn cảm phát hiện phiến thiên địa này thiếu thứ gì đó nhưng cụ thể là cái gì thì hắn không nói ra được nhất định là cảnh giới của ta không đủ nhưng từ cảnh giới của ta hiện tại thứ đó chính là thiên địa quy tắc nơi này thiếu thiên địa quy tắc trong tình huống bình thường tại sao lại ít thiên địa quy tắc cho nên nơi này có khả năng là tiểu thế giới do đại năng mở ra cho nên đạo tắc không được đầy đủ giống như bạch liên bí cảnh người ở đó tu luyện cực nhanh nhưng thọ nguyên lại có hạn chân ngã cảnh chính là cực hạn không cách nào đột phá cao hơn muốn nói công pháp đi chỗ đó không thiếu công pháp cao cấp cho nên nơi đó không có biện pháp xuất hiện hóa linh chân quân chỉ có thể nói nơi đó thiếu thiên địa quy tắc tương ứng lang hàn nói suy luận của mình cho đại hắc cẩu nghe đại hắc cẩu gật đầu cho nên bí cảnh đều là tiểu thế giới từ đó có thể ngăn cách tín hiệu tinh võng. Đại khái là như vậy, nếu không có đường lui, chúng ta tiếp tục đi tới. Ân, đại hắc cầu thu người kia vào trong dưỡng nguyên hồ lô, sau đó đi bên cạnh lăng hàn. Năng lượng thiên địa của nơi này rất yếu, có lẽ không có khả năng xuất hiện cao thủ quá mạnh. Đại hắc cầu vừa đi vừa nói, đúng rồi, người có cơ hội tu ra thập đỉnh không? Lăng hàn đổi đề tài, ai, không đùa, đại hắc cầu lắc đầu, nói, đã thử nửa năm, không có chút cơ hội nào ta nói tiểu hàn tử, cũng chỉ có biến thái như ngươi mới có thể tu ra thập đỉnh, cầu ra ta thì thôi đi, miễn miễn cưỡng cưỡng cửu đỉnh hợp nhất là tốt rồi. Cửu đỉnh hợp nhất chính là cấp bậc đế tử, đế nữ, hơn nữa cũng không phải mỗi một tên đế tử đế nữ đều có thể hợp đỉnh thành công, cho nên đại hắc cầu rất yêu nghiệt. lang hàn cười nhạt một tiếng, tốt, ta xem có thể giúp ngươi hợp đỉnh hay không. Một người một chó đi trên cánh đồng hoang vu, tốc độ rất nhanh, qua nửa giờ đã đi hết bình nguyên, phía trước xuất hiện dãy núi liên miên bất tận, nơi đó có thảm thực vật màu xanh bao phủ, sinh cơ giạt rào. Cuối cùng đã nhìn thấy khí thức sinh mệnh, hù chết cầu ra, ta cho rằng nơi này là tử địa đấy. Đại hắc cầu vỗ ngực một cái, bọn họ vượt qua núi đá, nhìn thấy một tòa thành thị xuất hiện trong tầm mắt, bốn phía có tường thành vây quanh, bên ngoài tường thành còn có sông hộ thành, nhưng nước sông không phải dòng nước chảy xiết, mà là lôi đình màu xanh. Rất châu bò, có thể dùng lôi đình làm sông, tiểu hàn tử, nơi này không đơn giản, có khả năng có địa đầu xa. Đại Hắc Cẩu nói, ngươi cho rằng mình là cường long sao? Lang Hàn cười nói, sai, chúng ta là mãnh long quá giang, bài sơn đảo hải. Đại Hắc Cẩu nói khoác mà không biết ngượng, Lang Hàn lắc đầu, hắn đã sơ bộ nắm giữ địa mạch nơi này, mặc dù địa khí yếu ớt, hắn muốn thuấn di cần phí sức lực rất lớn, nhưng cuối cùng vẫn có thể sử dụng. Địa mạch nơi này ít đến mức thương cảm, vẻn vẹn chỉ có mười mấy đầu, từ đó hạn chế tầm mắt của Lăng Hàn, bởi vì thần ý của hắn cần thông qua địa mạch kéo dài. Bởi vậy, hắn thiếu hụt tri thức về bí cảnh, nếu không dùng thần thức quét qua, kết cấu của tinh thể sẽ nằm trong đầu của hắn. Chờ cầu ra một chút, đại hắc cầu vội vàng đuổi theo, bọn họ nhanh chóng đi vào cửa thành, nơi này có một cầu treo thả xuống, có thể an toàn thông qua dòng sông sấm sét, có thể thấy rõ ràng, thỉnh thoảng có lôi đỉnh phóng lên cao, thanh thế kinh người. Nhưng lang Hàn cùng đại hắc cầu không đặt những việc này trong lòng, uy lực lôi đình chỉ đạt tới trúc cơ, cho dù bọn họ nhảy xuống tắm cũng không có gì. Cửa thành có vệ binh, hơn nữa số lượng không ít. Dừng bước, có binh sĩ quát bảo bọn họ dừng lại, Lăng Hàn cũng an tâm không ít, tiếng người, nghe hiểu được, Lăng Hàn dừng lại, hắn hết sức phối hợp, phí vào thành, người đạo lệnh, tên lính kia nói, a à, đạo lệnh, với trí thông minh của Lăng Hàn, hắn đoán ra đạo lệnh chính là tiền tệ, hắn vừa đến làm gì có đồ chơi này. chương 4474, Lòng Tham, Lăng Hàn cười một tiếng, vị huynh đệ kia, người xem, ta vừa lên núi hái thuốc, Vừa đi ra ngoài nên tiêu hết đạo lệnh, dùng dược thảo thay thế thì sao? Được, binh sĩ kia nói, Lăng Hàn giả ý móc trong túi ra, lại thông qua pháp khí không gian móc ra tiên dược cấp thấp nhất sau đó lấy ra. Không có biện pháp, với độ cao của hắn hiện tại, dược liệu hắn mang theo bên người chính là tiên dược. Thần dược, Lăng Hàn vừa cầm tiên dược ra, cho dù là tên binh lính kém nhất cũng nhận ra tiên dược. Cái gì? Những binh lính khác nghe xong liền chạy tới, nhìn thấy dược thảo trong tay Lăng Hàn thì không ai bình tĩnh được nữa. Đây chỉ là tiên dược bình thường, Lăng Hàn luyện chế lúc trước còn dư lại, về sau không có biện pháp dùng tới, nhưng hắn đánh giá thấp cảnh giới võ đạo tại nơi này, phải biết những binh lính kia không tới tầm bí cảnh, còn chưa vào tiên đồ, gặp được tiên dược, bọn họ không kích động hay sao. Lăng Hàn nghe răng, hắn lấy ra một gốc tiên dược bình thường, kết quả cấp độ của đám người này quá thấp, cho nên bọn họ ngây người. Được rồi, hắn chướng mắt nên tặng người cũng không đau lòng. Đội trưởng, đội trưởng, đàm đội trưởng, chỉ thấy những binh lính kia tránh đường, sau đó một nam tử trung niên bụng vệ đi tới, hắn khoảng 40 tuổi, tu vi tầm bí cảnh. Tên đội trưởng này rất tự cao tự đại, trên đường đi thong dong, hắn vô cùng bá đạo. Đàm đội trưởng cầm tiên dược trong tay binh lính, ánh mắt quét qua, trên gương mặt to béo hiện ra ánh mắt tham lam, sau đó nhìn sang lăng hàn. Dược thảo bình thường thế này không đủ, chỉ ít 10 cây. T, đám binh lính nghe xong lại lắc đầu, xem ra, đội trưởng của bọn họ lại muốn hãm hại người không có biện pháp, ai bảo con gái của hắn gả cho nhà tốt, cho dù hắn hoành hành bá đạo thì như thế nào, không ai trị được hắn. Lăng Hàn cười cười, xem ra, lấy được tiên dược ra quá dễ dàng, tự nhiên cũng làm người ta cho rằng hắn có nhiều tiên dược hơn, hơn nữa phẩm chất còn cao hơn không ít. Việc này gọi là tiền tài để lộ ra ngoài, hơn nữa Lăng Hàn không thể hiện ra hậu trường của bản thân, có ai không muốn làm thịt dê béo như hắn chứ? Ngoá, dám tính toán lên đầu chúng ta, đại hắc cầu nhảy dựng lên, nó nói từ trước đến nay chỉ có cậu ra làm thịt người phần ngươi là tầm bí cảnh nho nhỏ cũng dám làm càn trước mặt cậu ra yêu yêu thú đàm đội trưởng khiếp sợ hắn lui về phía sau vài bước vẻ mặt đầy kinh ngạc mà những binh lính khác cũng không tốt hơn chút nào tất cả đều hoảng sợ a à, cần thiết hay không đại hát cậu đứng lên nói làm gì muốn đánh nhau phải không tiểu tử ngươi dám thông thông làm bậy với yêu thú thiên vương lão tử đến cũng không thể cứu ngươi đàm đội trưởng cười to hắn cho rằng đây là cơ hội vừa vặn mượn danh nghĩa này bắt lấy lăng hàn tài vật cũng bị sung công người ở đây không thể làm bạn với yêu thú sao có ai không bắt lấy yêu nhân này cho ta đàm đội trưởng lui về phía sau hắn chỉ thẳng về phía lăng hàn một tay nắm chặt tiên dược mặc dù những binh sĩ kia e ngại đại hắc cẩu là yêu thú nhưng mệnh lệnh đã ra bọn họ không dám lui bước tất cả đều cầm binh khí nhắm ngay lăng hàn cùng đại hắc cẩu nói cho đúng tất cả vũ khí đều nhắm vào đại hắc cẩu cho rằng nó nguy hại lớn hơn. Người nơi này rất e ngại và chán ghét yêu thú. Đại hắc cẩu đứng lên, nó chống nạnh nói. Đến đây, cẩu ra sợ đám cặn bã các ngươi hay sao? Có thể chỗ trang bước, nó sẽ không bỏ qua. Lên đi, nhanh lên. Đàm đội trưởng đã lui tới nơi tự nhận là an toàn, hắn bắt đầu vung tay múa chân. Những binh lính kia bất đắc dĩ, đành phải kiên trì giết tới. Những đại hắc cẩu chỉ xuất ra một trường, ba ba ba, tất cả mọi người ngã xuống đất, bọn họ không ngừng rên gì đại hắc cầu đã hạ thủ lưu tình, bằng không cửu đỉnh xuất thủ chẳng lẽ còn không thể miểu sát một đám tầm bí cảnh sao. Việc này càng làm đàm đội trưởng sợ vỡ mật, hắn vừa chạy vào trong thành vừa hét to. Thú tập, thú tập, yêu thú đánh tới, không thể không bội phục kẻ này, cho dù sợ hãi vỡ mật nhưng tay vẫn nắm chặt gốc tiên dược, dường như có chết cũng không buông tay. Lăng Hàn cười một tiếng, niệm lực hóa thành bàn tay và nắm lấy đàm đội trưởng, chỉ thấy hai chân của hắn không ngừng chạy nhưng không thể bỏ chạy. Đàm đội trưởng sợ hãi sắc mặt tái nhợt, lấy ra đi, đại hắc cầu đoạt tiên dược trở về, thuận tay ném cho Lăng Hàn. Trả tiên dược cho ta, đàm đội trưởng kêu thảm thiết, hắn không ngừng vung tay muốn liều mạng với Lăng Hàn. Tham lam đến mức không sợ chết, đúng là hiếm thấy. Người cũng có biết ta là ai không? Hắn đỏ mắt quát Lăng Hàn, Lăng Hàn cười một tiếng, ta thật sự không biết, ta chính là đàm bá đào, con rể của ta là Lưu Long. Đàm đội trưởng lớn tiếng kêu lên, Lưu Long, người có biết hay không thiên tài của lưu gia được quốc chủ phong là ngũ phẩm đô vệ đại hắc cầu xông tới nó nhìn kỹ gương mặt đàm bá đào sau đó nói với lăng hàn gia hỏa này xấu xí như thế con gái của hắn có thể xinh đẹp hay sao có lẽ ánh mắt của lưu long cũng chẳng ra làm sao phi con gái của ta đẹp như thiên tiên đàm bá đào vội vàng cãi lại lăng hàn và đại hắc cầu nhìn nhau đều lắc đầu đại hắc cầu còn bổ thêm một đao nếu như con gái của ngươi thực sự đẹp như tiên nữ, nhất định là giống của lão vương sát phách. Khốn kiếp, tại sao yêu khuyển này lại có mồm miệng độc ác như vậy? Đàm bá đào tức giận tới mức run rẩy. trên thực tế có đôi khi hắn cũng đoán mò một chút, với dung mạo của mình thì làm sao có con gái xinh đẹp như thế, chỉ có thể tự an ủi con của mình giống mẫu thân. Hừ, một tên yêu nhân, một con yêu thú, dám đến kim thai thành. Một tiếng nói đầy sát khí vang lên, chỉ thấy một tên nam tử vũ trang đầy đủ sông tới, trên người có từng tia tiên khí quấn quanh, nhìn hắn rất quấn tú. Hiền tế, cứu ta, cứu ta, đàm bá đào nhìn thấy người tới thì gào to. Nam tử này chính là Lưu Long, thiên tài võ đạo nổi danh, thậm chí kinh động đến quốc chủ liệt phong quốc, ngự phong hắn làm ngũ phẩm đô vệ. Đối với người trẻ tuổi mới hơn 25 tuổi mà nói, đây là một phần vinh hạnh đặc biệt. Lưu Long lộ ra vẻ mặt căm ghét, đối với kiều thê, hắn thật thích nàng, nhưng hắn rất ghét nhạc phụ tham lam như con buôn, hắn không thích nhạc phụ của mình thả người ra, hắn lạnh lùng nói, nếu ta không thả thì sao? Đại hắc cầu cười nói, vậy các người bồi táng cùng, lưu long lạnh lùng nói ra, hóa con rể thật xấu bụng, đại hắc cầu vỗ vỗ đàm bá đào, nói, con rể ngươi đang dùng kế khích tướng, muốn chúng ta tức giận làm thịt ngươi. Ai, cầu ra đoán tiểu tử này xem trọng lão bà của ngươi, muốn mẫu nữ kiêm thu, chật chật chật, quá hạ lưu. Trường 4475, Liệt Phong Quốc Đàm bá đào suy nghĩ, con rể thật sự có hiểm nghi mượn đau giết người. Hắn biết, Lưu Long chán ghét chính mình, nhưng mình thế nào cũng là nhạc phụ của đối phương, tâm tư của hắn quá độc ác. Lưu Long biến sắc, hắn thật sự có suy nghĩ mượn đau giết người, nhưng bị đại hắc cầu nói lộ ra trước mặt mọi người, mặt mũi của hắn bị hao tổn. Muốn chết, hắn giết tới gần, toàn thân tỏa ra tiên khí đáng sợ giống như thiên thần hạ phàm. Lăng Hàn và đại hắc cầu không làm gì, Lưu Long chỉ vừa mới chúc cơ mà thôi. Lưu Long cười lạnh, hừ, lại dám xem thường chính mình ta sẽ đánh một kích diệt sát các ngươi ta cũng đánh chết cả tên nhạc phụ kia hắn có thể lấy cớ quang minh chính đại bởi vì sẽ có ngộ thương khó tránh khỏi đàm bá đào đã không dám nhìn hắn nhắm mắt lại ba hắn lại nghe tiếng vật nặng rơi xuống đất hắn mở hai mắt ra lại kinh ngạc phát hiện lưu long đang quỳ dưới đất đã xảy ra chuyện gì kỳ thật lưu long còn sợ hãi hơn cả hắn hắn đánh một kích vào mặt đất đồng thời hắn cảm thấy sợ hãi sau đó hắn quỳ đến trên mặt đất hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì bởi vì nam nhân trước mặt hắn ngước nhìn lăng hàn chỉ thấy lăng hàn cùng tuổi với hắn thậm chí còn trẻ hơn một chút nhưng có thực lực rất đáng sợ từ đó làm nội tâm của hắn không dám phản kháng hắn không thể tin nổi thật to gan dám nhục thiên tài lưu gia ta một tiếng hét lớn vang lên một lão giả ngự không bay tới hắn đáp xuống tuổi lão giả rất cao mặt đầy nếp nhăn ngay cả tóc cũng biến thành màu xám trắng đây là người mạnh nhất Lưu Gia, tên là Lưu Khôi, đã bước vào chú đỉnh. Nhưng tuổi thọ của hắn sắp hết, thật vất vả chờ tới khi gia tộc xuất hiện một thiên tài, bước lên tiên đồ, làm cho Lưu Gia có người kế tục, hắn cũng có thể an tâm hưởng phúc. Không ngờ hôm nay có người dẫn một con yêu thú tới cửa làm ác nhân, cũng dẫm thiên tài Lưu Gia dưới chân. Đại Hắc Cầu không để ý tới, hắn nhìn sang đàm bá đào, nói. Lão ca, người nói, nên xử trí tiểu tử này thế nào? Đàm bá đào cảm thấy xấu hổ, hắn nghĩ tới đứa con rể này định giết mình, với tâm tính bạc béo của hắn sẽ giải quyết đối phương. Nhưng địa vị của hắn hiện tại dựa vào Lưu Gia và Lưu Long, hắn có thể làm gì? Xin giờ cao đánh khe với khuyển tử, thả ta và con rể ra. Hắn vội vàng cười bồi, lão đàm, người thật nhát gan, đại hắc cầu lắc đầu, nói, ai, cùng lắm thì làm lại từ đầu, người còn trẻ, sinh một đứa con gái xinh đẹp còn kịp, hơn nữa, cùng lắm con gái của người tái giá đi. Sắc mặt đàm bá đào, Lưu Long biến thành màu xanh, cái miệng của con chó chết này quá tiện. Còn không thả người, Lưu Khôi không nhịn được, nếu không phải Lưu Long còn trong tay Lăng Hàn, hắn đã sớm xuất thủ. Nếu không thả thì sao? Đại Hắc Cẩu miệng tiện không quan tâm đối phương là ai. Soát, Lưu Khôi tấn công Đại Hắc Cẩu, hắn không dám động Lăng Hàn, bởi vì sợ ném chuột vỡ bình, nhưng Đại Hắc Cẩu không nắm con tin trong tay, hơn nữa, hắn cũng có thể bắt lấy Đại Hắc Cẩu, sau đó dùng con chó chết này trao đổi Lưu Long với Lăng Hàn gừng càng già càng cay hắn biết tuyệt đối không thể bị lăng hàn nắm mũi dắt đi dám xuất thủ với cẩu ra người lấy dũng khí ở đâu ra thế đại hắc cẩu hư một tiếng oanh khí tức cửu đỉnh bộc phát ba thân thể lưu khôi chấn động hắn cũng quỳ xuống đất hắn chỉ là địa đỉnh khoảng cách cửu đỉnh quá xa chẳng những không chịu nổi một kích thậm chí hắn còn không chịu nổi một đạo khí tức của đại hắc cẩu lần này cho dù là lưu khôi lưu long hay đàm bá đào đều sợ hãi không tốt thực lực của con chó chết này quá mạnh, Kim Thai Thành không có người nào ngang hàng với nó, nhất định phải cầu viện đế đô. Đến, cầu ra hỏi một câu, các ngươi trả lời một câu, nếu không đừng trách cầu ra không khách khí, cắt mệnh căn của các ngươi đút cho ngươi ăn. Đại hắc cầu hung tợn nói ra, ba người lưu khôi khuất phục hoàn toàn, đều chết lặng gật đầu. Đại hắc cầu hỏi những tin tức liên quan tới bí cảnh, ví dụ phân bố thế lực, cấp độ võ đạo, có bảo vật gì. Ba người lưu khôi biết gì nói nấy. Thổ dân không có đặt tên cho bí cảnh, địa bàn nhân loại chiếm cứ gọi là liệt phong quốc, khu vực yêu thú thống trị không có hình thành vương quốc thống nhất, mà là chia làm 10 thế lực giải rác. Nhưng mỗi yêu thú thống trị thế lực đều không kém nhân tộc, cho nên, tình cảnh nhân tộc không tốt đẹp lắm, chỉ có thể tự bảo vệ mình, căn bản không dám xông vào vào lãnh địa yêu thú. Bởi vì yêu thú cường thế, cho nên yêu thú thường xuyên tấn công quốc gia nhân tộc, ý đồ đánh hạ địa bàn nhân tộc, từ đó biến nhân tộc thành nô lệ và lương thực. Qua nhiều năm như thế, nhân tộc vẫn sừng sướng không đổ, từ đó có thể thấy tính dai của nhân tộc. Ở chỗ này, người mạnh nhất chính là chân ngã cảnh, cho dù là nhân tộc hoặc yêu thú, tất cả không vượt qua thành lũy này. Đại hắc cầu truyền âm với Lăng Hàn, tiểu hàn tử, người cảm thấy nơi này sẽ có tổ vương truyền thừa sao? Lăng Hàn nhíu mày, mặc dù nơi này là tiểu thế giới nhưng cương vực rộng lớn, hắn không đủ thời gian tìm kiếm. Nếu như thiên vũ tôn giả thực sự lưu lại truyền thừa, vậy khẳng định sẽ có manh mối. Hắn chậm rãi nói, chúng ta đi đế đô đại hắc Cẩu hỏi đúng lang hàn gật gật đầu đám người này làm sao tiểu nhân vật không cần để ý tới được đại hắc Cẩu lấy đạo tệ của đám người này đó là tiền tệ do kim loại hiếm chế tạo thành rất khó giả tạo bởi vì chi phí của hàng giả còn cao hơn hàng thật ba người đạt được ba vạn đạo tệ đầu to đến từ lưu khôi hắn có năm sáu ngàn đạo tệ đi tiểu hàn tử cầu ra mang ngươi đi ăn no uống say đại hắc cầu quơ quơ móng vuốt Lăng Hàn cười ha ha, hắn theo đại hắc cầu rời đi. Bọn họ hiện tại đã hiểu rõ về liệt phong quốc, tự nhiên biết rõ đi đế đô như thế nào, trên đường có yêu thú hoành hành, chúng phát động công kích nhắm vào bọn họ, hoàn toàn không để mắt tới đại hắc cầu. Không có biện pháp, một người một chó đi với nhau, đều không phải người mình, đã bị nhân tộc xem là phản đồ, lại không được yêu tộc tiếp nhận. Còn tốt, bọn họ đủ mạnh, bỏ ra nửa ngày thời gian, bọn họ đã đi tới đế đô của liệt phong quốc. Đại hắc cầu lắc mình biến hóa, nó biến thành trắng hán, bởi vì nó không muốn gây thêm chuyện. Hai người đi vào cửa thành, vừa định giao đạo tệ vào thành, một tia sáng màu bạc bắn vào người đại hắc cầu. Lúc này đại hắc cầu lộ nguyên hình, chương 4476, thân phận bại lộ. Đại hắc cầu vừa hiện nguyên hình, khắp nơi phản ứng. Trong bí cảnh này, nhân tộc cùng yêu tộc thủy hỏa bất dung, gặp mặt sẽ như kẻ thù giết cha, cho nên, một con yêu khuyển vừa xuất hiện trước cửa đế đô, tự nhiên dẫn phát hỗn loạn yêu tộc sắp đánh tới sao người người sợ hãi mặc dù mỗi lần yêu thú xâm lấn đều bị đánh lui không thể diệt nhân tộc nhưng quả thực tạo thành phá hư rất lớn cho nên mỗi người đều lưu lại bóng ma tâm lý nhìn thấy yêu tộc xuất hiện phản ứng đầu tiên là yêu thú xâm lấn địch tấn công đề phòng toàn diện mở đại trận nơi này rất ồn ào lang hàn nhìn về phía cửa thành nơi đó đặt tấm gương bắn ra ánh sáng bao phủ đại hắc cẩu từ đó làm đại hắc cẩu lộ nguyên hình đây cũng là một kiện pháp khí khám phá hư ảo. Đại Hắc Cầu cảm thấy vô tội, nó chỉ muốn lẫn vào trong thành, hoàn toàn không có suy nghĩ xâm lấn, nó biến thành công địch toàn thành. Cứ như vậy một hồi, trong thành đã lao ra ngoài lượng lớn binh sĩ, trong tay đều là cầm nỏ, sau đó nhắm ngay Đại Hắc Cầu. Hắc hắc, cầu ra không có ác ý, không nên vọng động. Đại Hắc Cầu đứng thẳng và lộ ra nụ cười hỏa ái. Nó không cười còn tốt, một con yêu khuyển không có gì, nhưng nụ cười này quá đê tiện, bất cứ người nào cũng muốn đánh nó. Hiu hiu hiu, lúc này có mũi tên đầy trời bắn về phía đại hắc cầu. Móa, cầu ra trêu ai gẹo ai. Đại hắc cầu vội vàng trốn tránh, những binh lính này rất bình thường, nhưng bọn họ sử dụng tên nỏ phi phàm, nó cảm nhận được uy hiếp. Đại hắc cầu phát động chỉ xích thiên nhai, tốc độ còn vượt qua sinh đan cảnh bình thường, tự nhiên không có một mũi tên bắn chúng nó. Đều nói cầu ra không có ác ý, ai dám bắn cầu ra, cầu ra sẽ không khách khí. Đại hắc cẩu phẫn nộ nói, nhưng không ai quan tâm tới nó, lại có mưa tên bắn ra đầy trời. Cẩu ra phát hỏa, đại hắc cẩu gào to, nó phát động công kích. lang Hàn mở miệng, nói, các vị, đây là yêu khuyển của ta, sẽ không làm người ta bị thương. Đại hắc cầu suýt nữa cắn hắn, ra hỏa này lại dám thừa cơ chiêm tiện nghi của mình, quá ghê tởm. Nhưng bọn họ đến vì truyền thừa đế cấp, hiện tại còn chưa đạt được tin tức, hoàn toàn không có đầu mối, cho nên không gây chuyện mới tốt, từ đó bọn họ có thể chậm rãi điều tra cho nên đại hắc cầu vẫn là nhịn được hiu 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 nhưng mưa tên chẳng những không có dừng lại ngược lại có bộ phận mũi tên bắn về phía lăng hàn lăng hàn cao mày hắn vươn tay ấn một cái tất cả mưa tên bắn tới rơi xuống đất cho dù những mũi tên này thông qua pháp khí bắn tới nhưng lại không đạt tới tiên đồ pháp khí tầm bí cảnh bắn ra mũi tên có thể mạnh bao nhiêu với chiến lực của hắn hắn có thể phá giải dễ dàng lần này đến phiên những binh lính kia sợ hết hồn không tự chủ hạ thấp cung nỏ trong tay xuống. Quá kinh hãi, đó là người sao? Hừ, người cũng là yêu tộc giả trang sao? Xeo, chỉ thấy một người đạp không bay tới, hắn là nam tử khoảng 30 tuổi, mặc một thân nhung trang, lộ ra khí chất oai hùng bất phàm. Thất phong hậu, bái kiến hậu ra, những binh lính kia vội vàng quỳ xuống đất, vẻ mặt cực kỳ cung kính. Thất phong hậu từ lược, hậu gia liệt phong quốc, tu vi sinh đan cảnh, hắn đứng đầu thuê đội thứ hai của đế quốc, có thể nói thực lực siêu phàm. Từ lượng đứng chắp tay, hai tên yêu tộc các người thật to gan, lại muốn lừa dối vào thành. Ha ha, các người đúng là chó mù mắt, không biết nơi này là nơi nào sao. Câu nói này lập tức chọc giận đại hắc cẩu, cái gì gọi là chó mù mắt. Người nhìn thấy cẩu ra còn dám cố ý nói ba chữ chó mù mắt, người khiêu khích ta sao. Tên lùn, người muốn chết, đại hắc cẩu quệt miệng nói. Từ lượng tướng mạo bình thường, khuyết điểm duy nhất chính là hắn thấp bé, đây chính là kiêng kỵ của hắn, hắn không thích nhất người khác nhắc tới chiều cao của mình. Hắn tức giận và vươn tay bắt lấy đại hắc cẩu, bí lực ngưng tụ thành một bàn tay màu xanh thật lớn, bàn tay cao mấy trượng và bao phủ đầy ký hiệu. Hậu gia uy vũ, đám binh lính hò hét trợ uy, đại hắc cẩu không dám đón đỡ, mặc dù nó là cửu đỉnh, nhưng cửu đỉnh cũng không có khả năng địch nổi sinh đan sơ kỳ, huống chi từ lượng chính là sinh đan hậu kỳ, mạnh hơn nó không biết bao nhiêu lần. Tiểu hàn tử, nhanh ra tay hỗ trợ nó vội vàng phát động chỉ xích thiên nhai né tránh một kích này. Từ lượng lại đánh một cái, lúc này Lăng Hàn không ngồi xem, hắn cũng xuất thủ và nhẹ nhàng vỗ một cái, từ đó hóa giải công kích của từ lượng. Việc này làm từ lượng cao mày, yêu thú này rất bất phàm. Ngươi là yêu tộc nào? Hắn quát hỏi, hắn còn chưa biết rõ đối phương là yêu thú gì, hắn chỉ biết có yêu tộc tới xâm lấn, cho nên hắn đã phòng ngự đầy đủ. Lăng Hàn lắc đầu, ta đã nói rồi, ta là nhân tộc. Ha ha, đối với lời này, từ lượng chỉ cười lạnh, tiểu hàn tử, không thể giải thích với gia hỏa này, trực tiếp động thủ bắt lấy hắn. Đại hắc cầu nói ra, được, lăng hàn gật đầu, lời này đã chọc giận từ lượng, khốn kiếp, các người dám xem thường thất phong hậu hắn. Nhưng hắn là sinh đan hậu kỳ, lăng hàn tỏa ra khí tức chỉ là sinh đan sơ kỳ, hai người tranh lệch hai tiểu cảnh giới, từ đó tạo thành thực lực nghiền ép. Ha ha, thật sự không biết mùi vị, hắn lạnh lùng nói ra, thân thể khẽ động, hắn xông lên giết lăng hàn lăng hàn tươi cười hắn nói quỳ xuống ba từ lượng đang bộc phát tất cả khí thế của mình đột nhiên thân thể hắn hạ xuống đất hai chân quỳ trên mặt đất hắn không thể đứng lên nữa những binh lính kia vốn muốn hò hét trợ uy từ lược sau khi nhìn thấy cảnh tượng đột ngột như thế rất nhiều người ngạc nhiên không nhỏ trời ơi đường đường cường giả sinh đan hậu kỳ lại không đỡ được một chiêu liền bị lăng hàn khuất phục yêu tộc thật đáng sợ chân ngã cảnh nhất định là chân ngã cảnh hư yêu thú lớn mật, dám đến đế đô ta dương oai. Xeo, lại một bóng người phá không bay tới, hiển nhiên hắn mạnh hơn từ lược, trên người hắn có đạo tắc vần quanh và hóa thành từng đạo xiềng xích trật tự. Chân ngã cảnh, Lăng Hàn nói thầm một câu, hắn hết sức tò mò, bằng năng lực hiện tại của hắn có thể đánh với chân ngã cảnh mấy chiêu. Địch nổi là chuyện không thể nào, nhưng hắn có sát khí sung kích, tinh bộ, cho nên hắn có năng lực đánh nhau với chân ngã cảnh. Hải thành vương, lúc này có binh sĩ hết to, vẻ mặt cuồng nhiệt không gì sánh được. Hải thành vương tiền lãng, trí cường cảnh chân ngã cảnh. Tiền lãng không nói hai lời, hắn bắt lấy lăng hàn, bí lực biến hóa tạo thành một cây búa lớn, trên cây búa có rất nhiều đạo tác vần quanh, uy lực khủng bố vô biên. Sát khí sung kích, lăng hàn phát động công kích trước tiên, chương 4477, truyền thuyết khai thiên. Sát khí sung kích là cấp bậc thần thức, vừa động ý niệm là tới ngay lập tức. Tiền lãng cảm giác đầu óc đau đớn, hắn cảm thấy có một đạo thần thức dị trùng xâm lấn, thức hải của hắn đau đớn như sắp bị xé nát. Hắn vội vàng trấn áp, bởi như vậy công kích của hắn không còn chính xác. Oanh, công kích đánh xuống nhưng không thể làm gì lăng hàn. Cái gì, tiền lãng giật mình, gia hỏa này thật sự là sinh đan cảnh sao, lại có thể ảnh hưởng đến hắn, nếu đối phương bước vào chân ngã cảnh, chẳng phải mình không thể tiếp một chiêu của đối phương. Hắn nhìn sang từ lượng đang quỳ dưới đất, nội tâm rung động, khó tránh đối phương quỳ xuống, không phải nhát gan mềm yếu đầu hàng yêu tộc, mà là bị thần thức ảnh hưởng, bất đắc dĩ. Đáng sợ, đây là yêu thú gì? Chẳng lẽ là thần thú trong truyền thuyết, cho nên mới có uy thế như vậy? Nhưng mà, hừ, cho dù thế nào cũng là sinh đan cảnh mà thôi, vừa vặn, thừa dịp nó còn nhỏ yếu nên diệt trừ nó, bằng không tương lai tất thành họa lớn. Tiền lãng xuất thủ lần nữa, lần này hắn dùng toàn lực ứng phó, hắn vươn tay phải ra, đạo tác biến thành trật tự thần liên bay về phía lăng hàn đây chính là đạo tác hình thành có thể nói không gì không phá nếu như bị đánh trúng, nhục thân khẳng định bị xuyên thủng sau đó bị thần liên buộc chặt không thể thoát thân lang hàn quay người lại hắn phát động chỉ xích thiên nhai một tay bắt lấy đại hắc cầu và chạy đi xèo hắn biến mất không thấy tung tích a à, tiền lãng ngẩn người hắn không ngờ lang hàn và đại hắc cầu phách lối chạy tới đế đô như vậy không ngờ hắn lại chạy đi hắn đuổi theo mấy bước thì ngừng lại không thể đuổi theo vạn nhất đây là yêu tộc đào cái hố cho hắn, như vậy hắn đuổi theo ra ngoài sẽ tiến vào cái hố. Vương gia uy vũ, vương gia bá khí, các binh lính không biết tiền lãng lo lắng, bọn họ cảm thấy tiền lãng đã đuổi đi hai tên yêu tộc, tự nhiên dơ cao binh khí và hò hét. Tiền lãng làm ra vẻ mặt cao ngạo, lộ ra tất cả là đương nhiên, nhưng trong nội tâm lại cảnh giác, không rõ yêu tộc chưa lộ nguyên hình là yêu thú gì, niệm lực thật đáng sợ, hắn còn cảm thấy áp lực. Có thể nói, thuần niệm lực, hắn tuyệt đối không địch lại. Lăng Hàn mang theo đại hắc cầu trốn xa, không cần thiết, hắn cũng không muốn thể hiện ra tinh bộ, đây là tuyệt chiêu áp đáy hòm của hắn, đế đô không có nhiều địa mạch. Ghê tởm, tại sao ở cửa thành có kính chiếu yêu chứ? Đại hắc cầu hùng hùng hổ hổ, nếu không phải đồ chơi kia làm loạn, nó và Lăng Hàn đã sớm trà trộn vào trong thành, làm sao có thể chạy trốn chứ? Không sao, ta một mình trà trộn vào là được, Lăng Hàn cười một tiếng, cũng không biết thiên vũ tôn giả truyền thừa ở đâu, hắn muốn vào thành tìm hiểu xem có manh mối hay không. Được, tiểu tử ngươi cẩn thận một chút. Đại hắc cầu gật đầu, Lăng Hàn cải biến tướng mạo và linh hồn ba động, một lần nữa về tới cửa ra vào đế đô, bởi vì vừa mới phát sinh yêu thú muốn trà trộn vào trong thành, hiện tại nơi này kiểm tra nghiêm ngặt hơn trước. Việc này không ảnh hưởng đến Lăng Hàn, hắn vốn là nhân tộc, hơn nữa diễn hồn thuật cải biến linh hồn ba động, trừ phi giáo chủ trở lên mới có thể phát giác ra dị dạng. Sau khi hắn giao đạo tệ vào thành, hắn tiến vào đế đô tìm khách sạn ở lại, sau đó hắn lợi dụng gia hư không thú làm yểm hộ lặng lẽ tiến vào hoàng cung tìm manh mối nghe người trong cung thảo luận với nhau hoặc đang nói vị hoàng tử nào sẽ kế thừa đại bảo hoặc chính là yêu thú uy hiếp cũng không có nói tới chuyện thiên vũ tôn giả huống chi là tổ vương truyền thừa nhưng Lăng hàn lại nghe có người nói tới khai thiên a à, tiểu thế giới này có thể phi thăng hay sao hiển nhiên không được đây không phải nguyên thế giới lang hàn tiến vào từ đường hoàng gia nơi này đề phòng xâm nghiêm trừ thành viên hạch tâm hoàng thất gia, nơi này hoàng hậu, hoàng tử đều không thể đi vào. Trong này lại cất dấu bí mật gì, Lăng Hàn nhìn một chút, không có gì ngoài công pháp, võ kỹ, nhưng cũng không có đặc biệt cao thâm, còn có một bộ biên niên sử liên quan tới bí cảnh này. Việc này làm Lăng Hàn cảm thấy hứng thú, hắn lật xem. Một lần đọc xong, Lăng Hàn thì thào, thiên vũ tôn giả, ngươi là người như vậy sao? Trong sử ký này có ghi kỹ càng về bí cảnh này. Vào một số năm trước, Thiên Vũ Tôn giả coi trọng một nữ tử tên là Bạch Nam Chân, triển khai truy cầu kịch liệt, nhưng Bạch Nam Chân đã có người yêu, cho nên lựa chọn cự tuyệt Thiên Vũ Tôn giả truy cầu. Thiên Vũ Tôn giả thẹn quá hóa giận nên tách một khu vực lớn của Bạch gia ra khỏi đại thế giới, tạo thành một thiên địa độc lập là tiểu thế giới. Không biết có phải cố ý trêu đùa người Bạch gia hay không, Thiên Vũ Tôn giả còn để lại một cái khai thiên phủ, ai có thể lay động cây búa này là có thể mở tiểu thế giới ra, một lần nữa trở về đại thế giới. Nhưng qua nhiều năm như thế, không ai có thể cầm lấy khai thiên phủ, tự nhiên cũng không cách nào phá vỡ bình chứng để bí cảnh trở về đại thế giới. Cho nên nói, thiên vũ tôn giả đang cố ý chiêu người, cho ra hy vọng giả dối mà thôi. Lăng Hàn tìm trong hoàng cung vài ngày, hắn không phát hiện cái gì gọi là khai thiên phủ, hắn ra khỏi hoàng cung, hành tẩu trong đám người giống như phàm nhân. Hắn dò xét một chút, phát hiện bách tính nơi này không có gì đáng ngờ, bọn họ sinh ra ở nơi đây, chết ở chỗ này, trôi qua bình thường mà phong phú, cũng không muốn thăm dò thế giới bên ngoài liệt phong quốc. Trên thực tế, bọn họ bị yêu thú vây khốn, cũng không có năng lực như vậy. Dân chúng không nghe tới chuyện thiên vũ tôn giả, khai thiên phủ, từ đó làm cho Lăng Hàn cảm giác rất kỳ quái, nếu vì thoát khốn rời đi, chẳng phải nên cổ vũ toàn dân, kích phát càng nhiều người cố gắng, nói không chừng có người xuất hiện và lay động khai thiên phủ. Hắn ở trong đế đô chín ngày, Lăng Hàn liền rời đi, đi tìm đại hắc cẩu. Hắn nói ra một lần, đại hắc cầu sướng sờ. Bọn họ bị lừa vào nơi này, bây giờ không có đường trở về, làm thế nào thoát khỏi bí cảnh này. Thiên vũ tôn giả đúng là quá tệ, thích người ta, trực tiếp cướp người là được, lại còn giam cầm, khẩu vị thật nặng. Đại hắc cầu nhổ nước bọt nói, tiểu hàn tử, chúng ta bị vây ở nơi này. lang hàn lắc đầu, này cũng không đến mức, nếu như chúng ta chậm chạp không ra được, cửu sơn tôn giả khẳng định sẽ có hành động, nếu bí cảnh là do tôn giả sáng lập, với năng lực của cửu sơn tôn giả, hắn tiến vào mang chúng ta rời đi không thành vấn đề. Cũng phải, đại hắc cầu thở ra, chỉ ít không cần lo lắng vĩnh viễn bị nhốt ở nơi đây. Nhàn dỗi cũng nhàn dỗi, tiểu hàn tử, đến chợ cầu ra hợp đỉnh đi. Trường 4478, Đại Hắc Cẩu Hợp Đỉnh Đại Hắc Cẩu đã là tu đến cửu đỉnh đỉnh phong, mà nó cũng vô vọng tu thành thập đỉnh, cho nên hiện tại không hợp đỉnh, tiếp tục như vậy cũng không có ý nghĩa. Lăng Hàn gật đầu, ngược lại hắn không tìm ra manh mối gì, đã tìm không thấy đường đi ra ngoài, cũng không có manh mối thiên vũ tôn giả truyền thừa, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, không bằng giúp đại hắc cầu hoàn thành hợp đỉnh. Một người một chó bắt đầu nếm thử, đây là việc khó khăn không gì sánh bằng. Cho dù trong đế tộc, việc này cần xuất động đế binh, trợ giúp đánh nát tiên đỉnh, rất ít người thành công, cũng không phải mỗi đế tử đế nữ đều có thể thành công. Lăng Hàn chuẩn bị giúp đại hắc cầu, chờ đến trình độ nhất định, hắn lại ra tay, ông, hỗn độn cực lôi tháp bay ra khỏi thức hải của hắn và lơ lửng trên đầu đại hắc cầu. Vì cái gì đế tộc có thể giúp người ta hợp đỉnh mà thánh địa lại không được. Khác nhau là ở đế binh, nhưng đừng nói thánh khí, cho dù là bảo khí cũng có thể đánh vỡ tiên đỉnh cho dù là cấp bậc viễn cổ tiên môn, trước mặt lực lượng của tôn giả càng không đáng chú ý. Tại sao bảo khí, thánh khí đều không thể trợ giúp hợp đỉnh, chỉ có đế binh có thể. Chỉ có thể nói rõ một chút, đó chính là vì bản thân đế binh siêu phàm. Luận uy lực, hỗn độn cực lôi tháp trong tay lăng hàn chỉ có cấp bậc sinh đan pháp khí tam tinh nhiều nhất chỉ là vương giả bá chủ trong pháp khí tam tinh còn kém pháp khí tứ tinh một khoảng nhất định nhưng vật liệu hỗn độn cực lôi tháp là cái gì mẫu kim chẳng những đệ nhất thiên hạ hơn nữa còn là nổi bật trong đệ nhất cho nên lăng hàn tin tưởng lợi dụng đặc tính của mẫu kim có lẽ có khả năng trợ giúp đại hắc cầu hợp đình nếu thành công sau này hắn có thể trợ giúp đám người nữ hoàng hổ nữ lâm lạc hợp đình chính mình tương đương với đế tộc cho nên lần thử nghiệm này cực kỳ trọng yếu ông hỗn độn cực lôi tháp tỏa ra hỗn độn khí càng có uy áp trí cao vô thượng bao phủ đó là uy thế của mẫu kim lão hắc bắt đầu lang hàn dùng thần thức truyền âm tới đi đại hắc cẩu giống lên oanh đại hắc cẩu chủ động dẫn động chín tiên đỉnh trong người va chạm bởi vì là số lẻ cho nên không thể đối ứng từng cái chỉ có thể hỗn chiến hỗn độn khí tiến vào thức hải đại hắc cẩu tạo thành một tầng bảo vệ không cho tiên đỉnh va chạm sinh ra gợn sóng hủy diệt thứ hải, không thì còn chưa hợp đỉnh đã mất mạng. Chưa đủ, mặc dù hỗn độn khí châu bò nhưng luôn có cảm giác thiếu một chút thứ gì đó, không có cách biện pháp ngăn cản xung kích, từng tia dư âm của xung kích tạo thành tổn thương thức hải của đại hắc cầu, thất khiếu chảy máu. Lăng Hàn cao mày, hắn dẫn động sinh linh lực trong cơ thể trợ giúp đại hắc cầu. Lúc trước, hắn cũng dùng chiêu này nhưng chưa dùng trợ giúp người khác. Hữu hiệu, Lăng Hàn cười cười, sinh linh lực tràn vào trong thức hải đại hắc cẩu, lập tức xây lên một vách tường sinh mệnh và ngăn cản tất cả gợn sóng xung kích, nhưng việc này tiêu hao sinh linh lực rất lớn. Nhanh, 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 hiển nhiên đại hắc cẩu cũng biết, nó tiếp tục phá nát tiên đỉnh. Loảng xoảng, từng tiên đỉnh xuất hiện vết rách và vỡ vụn. Cuối cùng, chín tiên đỉnh vỡ vụn toàn bộ, nhưng to nhỏ không đồng đều, có mảnh vỡ bằng 1 phần 5 tiên đỉnh, có chút bằng một phần vạn. Lúc này, đại hắc cầu đã không có lực tiếp tục sinh linh lực của lăng hàn cũng sắp khô kiệt hợp đỉnh đại hắc cầu mặc kệ nó lấy mảnh vỡ lớn nhất làm hạch tâm sau đó hút các mảnh vỡ khác lại và đúc thành tiên đỉnh bởi vì tiên đỉnh nát không đủ triệt để muốn tạo dựng lần nữa rất khó khăn đại hắc cầu cần một chút cố gắng để hợp nhất tiên đỉnh nhưng cửu đỉnh hợp nhất không có tu gia thần thông có thể hấp thu công kích như lăng hàn trên tiên đỉnh không có lạc ấn thần thú chỉ đơn thuần tiến thêm một bước tăng thêm lực lượng mà thôi đương nhiên nhảy qua bước này đã đủ lớn đủ để đại hắc cầu có được chiến lược sinh đan nhất trọng nhị trọng lăng hàn hắn thở ra tiếp theo phải xem đại hắc cầu hắn cảm giác hắn cảm thấy thân thể hư thoát mà hỗn độn cực lôi thắp bị rút đi cái gì đó cần thời gian tương đối dài để khôi phục dù sao cũng trợ giúp người khác hợp đỉnh cho dù đế tộc trong một thời đại chỉ có thể một hai thiên tài như thế cho nên tiêu hao lớn cũng không kỳ quái lăng hàn nghỉ ngơi hai ngày hắn khôi phục trạng thái tới tốt nhất đại hắc cầu đang bế quan cấp độ sâu xem ra tu gia tiên đỉnh duy nhất cần một ít thời gian lang hàn suy nghĩ hắn không đi đâu cả tiếp tục hộ pháp đại hắc cầu. hắn cũng không nhàn rỗi hắn không ngừng tu luyện hắn đã tu đến sinh đan sơ kỳ đỉnh phong chỉ kém một ít là bước vào sinh đan trung kỳ lang hàn biết đây là vì cảnh giới của hắn tăng lên quá nhanh cần thời gian tích lũy nhất định cho nên hắn cũng không sốt ruột hắn củng cố cơ sở của mình thật vững chắc như vậy sau này hắn có thể đột phá lên cấp độ cao hơn Hiện tại lực lượng nguyên thủy của ta đạt tới thập trọng thiên, phần lớn sinh đan không chịu nổi một quyền của ta. Nếu gặp những gia hỏa bài danh trước 10, nếu bị hỗn độn tiên đan áp chế thì không thắng được ta, nhất định phải vận dụng sát khí xung kích. Hiện tại sát khí xung kích thật đáng sợ, không có biện pháp, ai bảo cường độ linh hồn của Lăng Hàn bước vào hóa linh cảnh, nếu không phải sinh đan cảnh còn chưa tiếp xúc thiên địa đạo tắc, nếu dùng cường độ linh hồn của hắn dẫn động, có khả năng tiêu diệt chân ngã cảnh ngay lập tức trì hoãn nửa tháng, đại hắc cầu cũng đại công cáo thành. Nó chém dụng tâm ma, thành công tu ra tiên đỉnh duy nhất. Tiểu hàn tử, cầu ra thành công, đại hắc cầu hét lớn, nó hưng phấn không gì sánh được. Với thành tựu của nó hiện tại đã không kém gì đế tử đế nữ. Lăng Hàn vô cùng vui vẻ, đại hắc cầu thành công, nói rõ con đường này có thể đi thông, đám người nữ hoàng, hổ nữ đều có thể hợp đỉnh. Quá tuyệt vời, đi, đi thăm dò tình hình, Lăng Hàn rời đi lần nữa, tiến vào đế đô, lúc này rất náo nhiệt. Gần 20 ngày qua đi, đại trận núi Tử Minh lại suy yếu, chẳng những chú đỉnh có thể tiến vào, cho dù là sinh đan cảnh cũng không hề bị trói buộc. Cho nên, nơi này có rất nhiều sinh đan, chú đỉnh tiến vào, bởi vì nơi này là khu vực nhân tộc cùng yêu tộc đối địch, bởi vậy, nhân tộc cùng yêu tộc tiến vào đều phân chia thế lực. Vào lúc này, quốc chủ liệt phong quốc ném ra truyền thuyết khai thiên, cũng bảo đảm, chỉ cần tiêu diệt yêu tộc thì mỗi công thần đều có thể đi cầm lấy khai thiên phủ hắn còn nói, khai thiên phủ ẩn chứa bí mật liên quan tới một vị trí cường giả truyền thừa, nhưng chỉ có người lấy được khai thiên phủ mới đạt được. Cũng bởi vì có bảo đảm, đám người kia rất kích động, phải phối hợp liệt phong quốc tiêu diệt toàn bộ yêu tộc. chương 4479, thừa dịp loạn xuất thủ. Lăng Hàn trở về, hắn nói tin tức thăm dò được với Đại Hắc Cẩu. Chúng ta làm sao bây giờ? Đại Hắc Cẩu hỏi, chẳng lẽ lẫn vào đại quân xuất trinh? Lăng Hàn lắc đầu, ta luôn cảm thấy, thiên vũ tôn giả không làm chuyện nhàm chán như thế. Đúng, thích muội tử cứ cướp lấy là được, đại hắc cẩu rất đồng ý, dù là cướp không được, trộm đồ lót là được, lang hàn đạp một cái, chỉ có tiện cầu như ngươi mới làm như vậy, hắn thu chân về, nói, đầu tiên, cự tuyệt cường giả như thiên vũ tôn giả cần dũng khí lớn đến mức không bình thường, cho dù bạch cô nương trung trinh với tình yêu, người yêu của nàng thì sao? Gia tộc của nàng sẽ cố chấp như vậy, đúng, đại hắc cẩu vỗ vỗ móng vuốt, nói đây chính là một vị tôn giả thậm chí trên người còn có đế cấp truyền thừa dù hoặc như thế cho dù là thánh địa cũng không cách nào kháng cự còn không hiểu ý dâng thánh nữ lên hay sao cho nên bạch gia quả quyết cự tuyệt rất có vấn đề lang hàn suy nghĩ nói đừng quên tất cả đều tới từ ghi chép của bạch gia còn nếu như viết chuyện ký cho người nhà của mình có thể viết hoa mỹ như thế sao khẳng định người nào cũng muốn lưu tiếng thơm vạn cổ có kẻ nào muốn lưu lại tiếng xấu muôn đời Đại Hắc Cẩu gật đầu, "A, à, ngươi đấy, có ngon lưu lại tiếng thơm cho ta xem, nhất định sẽ để tiếng xấu muôn đời." Lang Hàn đả kích Đại Hắc Cẩu, sau đó lại nói, "Cho nên, bây giờ chúng ta chỉ nhìn ghi chép của Bạch gia, chân tướng như thế nào còn chưa biết." "Vậy ý của ngươi?" Đại Hắc Cẩu hỏi, Lang Hàn cười một tiếng, "Chúng ta đi dạo yêu tộc, tốt, lần này Cẩu gia cũng không cần trốn đông trốn tây, mà là tiểu tử ngươi làm nhân sủng của Cẩu gia." Đại Hắc Cẩu lập tức vui vẻ, nói, đến kêu một tiếng cầu ra nghe xem, cút, lang hàn và đại hắc cầu xuất phát, đại hắc cầu lộ ra nguyên hình, lang hàn cũng là nguyên hình, hắn chỉ cần nói mình biến hóa là được. nhân tộc có chiếu yêu kính, yêu tộc có chiếu nhân kính sao? bọn họ còn chưa đi bao lâu, hiện tại nhìn thấy đội ngũ nhân tộc dày đặc. a, à, động tác thật nhanh, đã xuất động, lang hàn phát động nhãn thuật, hắn nhìn thấy đại quân này có rất nhiều sinh đan cùng chú đỉnh, trúc cơ cũng không phải số ít, nhưng chân ngã cảnh rất ít, chỉ có hai người đột nhiên ánh mắt hắn bắn ra sát cơ phó hỏa dương hắn nhìn thấy trong đội ngũ có truyền nhân đế tộc cho dù có cường giả chân ngã cảnh tỏa trấn phó hỏa dương vẫn cao ngạo ngập trời đầy đủ dáng điệu ha ha chỉ là bàng chi đế tộc có gì đặc biệt hơn người không chỉ phó hỏa dương còn có lục kỳ phong kế hành không ít thiên tài đứng đầu đều tới đây lang hàn có xúc động xử lý đám người phó hỏa dương nhưng ngẫm lại nơi này còn có hai tên cường giả chân ngã cảnh nghĩ tới việc mình giết người trước mặt hai tên cường giả kia, độ khó quá cao. Bởi vậy, Lăng Hàn áp chế xúc động động thủ, tiểu hàn tử, người định làm như thế nào? Đại hắc cầu lại gần hỏi, Lăng Hàn cười một tiếng, chúng ta đi theo, không phải bọn chúng muốn khai chiến với yêu tộc hay sao? Đến lúc đó, chúng ta vừa vặn giết vài tên, xem như lễ gặp mặt ta tặng cho yêu tộc. Được, đại hắc cầu phấn khởi, nó thích nhất chuyện hại người. Một người một chó đi theo đội ngũ này, tốc độ hành quân rất nhanh, bởi vậy chỉ gần nửa ngày, bọn họ đã đi tới trước núi lớn. Nơi này chính là địa bàn thanh sát hổ vương, có người giới thiệu, nói, thanh sát hổ vương là yêu vương chân ngã cảnh, mặc dù nơi này chỉ có một cường giả chân ngã cảnh nhưng thanh sát hổ vương chiến lược 10 phần khủng bố, có thực lực lấy một địch hai thậm chí địch ba. Đương nhiên, chủ soái lần này là Hải Thành Vương cùng Túc Thiên Vương cũng là người nổi bật trong chân ngã cảnh, hai vị đại nhân liên thủ đủ để địch nổi thanh sát hổ vương. Lần này chúng ta phải tiêu diệt tất cả yêu tộc dưới chân ngã cảnh, chỉ là một thanh sát hổ vương, nó không thể tạo thành bao nhiêu phá hư, hơn nữa cuối cùng sẽ có ngày chết già. Sách lược này rất tốt, nhân khẩu to lớn mới có thể bảo đảm một tộc quần trường thịnh không suy, nếu không mạnh như hậu duệ đại đế thì sao, hầu ca còn bị một thế lực tôn giả chân áp. Tốt, chúng ta bắt đầu công kích, gặp được địch nhân, không cần lưu tình, không để lại tên nào. Một bên khác, thanh sát hổ vương cũng đã chuẩn bị xong, sai đó xuất quân đi ra 10 dặm chỉ thấy trên núi đột nhiên xuất hiện rất nhiều yêu thú chúng nghênh đón đại quân nhân tộc trên bầu trời có rất nhiều phi cầm phát động tập kích không đội xuất động tiền lãng là một trong hai chủ soái hắn rất bình tĩnh vung tay lên lập tức có nhiều võ giả ngự không phi hành bọn họ tấn công đám yêu thú phi hành tiểu hàn tử chúng ta có nên xuất thủ hay không đại hắc cầu xoa xoa móng vuốt kích động nói ra nó vừa mới hợp đỉnh thành công chiến lực đạt tới sinh đan cảnh nó muốn thử lực lượng của mình chờ một chút Lăng Hàn lắc đầu, nói, chờ chủ soái xuất hiện và động thủ, chúng ta lại hành động. Lăng Hàn cũng không muốn bị hai tên chân ngã cảnh để mắt tới. Được rồi, đại hắc cầu gật gật đầu, tình huống hiện tại không thích hợp động thủ. Nhân tộc lớn mật, dám chạm tới uy thế của bổn vương. Một tiếng giống to vang lên, chỉ thấy đại hán khôi ngô xuất hiện trên hư không, dưới thân của hắn là cái đuôi vừa to vừa dài và vung lên vung xuống. Thanh sát hổ vương, giết, Hải Thành Vương và Túc Thiên Vương đồng thời nhảy vào không trung, bọn họ muốn giết Thanh Sát Hổ Vương. Oanh, 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 ba đại cường giả giao thủ, dư âm bao phủ bầu trời. Chiến đấu quá kinh khủng, không người nào dám tiếp cận, cho dù là sinh đan cảnh cũng phải trốn tránh. Trong thế lực của Thanh Sát Hổ Vương cũng có yêu tộc bên ngoài, bọn họ cố ý tránh cao thủ nhân tộc tới từ bên ngoài, lại hạ thủ với người Liệt Phong quốc, mặt khác, nhân tộc bên ngoài cũng thế, chỉ giết những yêu tộc trong bí cảnh này. Cơ hội tới lăng hàn nói đại hắc cầu hưng phấn cuối cùng có thể thi thố tài năng xong một người một chó giết tới lập tức tìm đối thủ động thủ lăng hàn cải biến hình dáng tướng mạo và linh hồn ba động chém rét đế tộc và đồng môn trước mặt nhiều người sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt cho nên hắn không muốn cõng cái nổi này hắn nhanh chóng tới gần phó hỏa dương lúc này phó hỏa dương đang đại khai sát giới với yêu thú mặc dù hắn không cách nào thiêu đốt đế huyết nhưng chiến lực thập ngũ trọng thiên bộc phát không phải thiên tài đỉnh cấp thì làm sao địch nổi bởi vậy hắn giết yêu thú như cắt cỏ hoàn toàn không có đối thủ nhân tộc lớn mật dám can đảm giết đệ tử yêu tộc ta ta đến diệt ngươi lăng hàn hét lớn một tiếng giết tới gần